chương 71 Chính cái danh ngạch Bạn đang nghe truyện tại mê truyện audio com Chương 71 Chính cái danh ngạch chọn lựa này chính cái danh ngạch phương pháp định ra tới, chính là võ đài. Đây là một cái công bình, đơn giản, trực tiếp phương pháp. Liên thị bộ tộc nhiều năm như vậy tới, dân chúng sinh hoạt ngoại trừ tìm ăn, vẫn là tìm ăn, đời sống tinh thần cực độ thiếu thốn, tràng này lôi đài thi đấu, thế nhưng hiếm có đại thịnh sự những thôn dân kia lại há có thể bỏ qua nguyên do lôi đài thi đấu bắt đầu một ngày này có thể tới thôn dân tất cả đều tới sẽ chờ xem chiến sĩ trại dự bị người đánh lôi đài tại cực khổ cuộc sống nhàm chán trong có thể có náo nhiệt như thế lôi đài thi đấu quan sát thôn dân đều là hưng phấn vô cùng nhất là những tiểu hài tử kia từng cái một phi thường cao hứng so với phát một khối thịt muối còn hưng phấn lôi đài thi đấu là mặt trời lên cao thời gian mới bắt đầu địa điểm liền tại liên thị bộ tộc tộc trưởng đại viện trước trên quảng trường, thế nhưng trời còn chưa sáng thời gian, tái trường xung quanh cũng đã đứng đầy người, chính là vì tìm một chỗ tốt. Từng cái một trẻ con, cưỡi ở cha trên cổ, chiếm cứ có lợi địa hình, đôi mắt trong mong hướng trên đài xem. Rất nhiều tiểu hài tử, cùng dịch vân đều không khác mấy lớn, coi như là choai choai tiểu tử, hài tử lớn như vậy, bình thường nơi nào sẽ cưỡi ở cha trên cổ. Sẽ bị người cười, nhưng là hôm nay, ai còn quan tâm được nhiều như vậy. Bọn từng cái một xoa tay, đều hận không thể mình có thể lên đài so thử một phen, lần này lôi đài thi đấu, đối với bọn họ mà nói nhưng là một cái kích thích rất lớn. Bọn họ nằm mộng cũng nghĩ trở thành chiến sĩ trại dự bị thành viên, kia nhiều uy phong a. À. Người càng ngày càng nhiều, bao quát phụ cận lệch cổ trên cây, nhà trệt trên, trên nóc nhà, tất cả đều chật ních người. Người của thế giới này thị lực phổ biến cũng không tệ, cách rất xa cũng có thể thấy rõ trên trận cảnh tượng đợi cho mặt trời lên cao thời gian chiến sĩ trại dự bị thành viên ra sân bọn họ hôm nay cũng xuyên thống nhất chiến sĩ phục nói là chiến sĩ phục kỳ thực chính là bình thường tương đối ít xuyên nguyên do thoạt nhìn tương đối mới vải xanh ăn mặc gọn gàng loại này quần áo so lên dịch vân mặt vải gai quần áo tốt không được bao nhiêu thế nhưng tại liên thị bộ tộc tộc nhân thoạt nhìn lại tương đương uy phong Từng cái một chiến sĩ trại dự bị thành viên Long Hành Hổ Bộ, ý khí phong phát, nhìn xung quanh từ từ đoàn người, bọn họ đều cảm giác được, cuộc đời của bọn họ giá trị vào hôm nay chiếm được vĩ đại thực hiện, tự hồ bọn họ nhiều năm như vậy tương lai luyện tập ban đêm võ, chính là vì hôm nay. Thoải mái a, à, hôm nay lão tử muốn lộ một hồi mặt. Một cái hơn 20 tuổi người lùn hán tử, mặt đỏ lừ lừ nghĩ. Ở bên cạnh hắn, còn có một vị sắc lang huynh mắt của hắn sạch hướng chung quanh các nữ nhân trên thân quét, lần này lão tử nhất định muốn đại triển thần uy, để cho trong thôn những thứ kia đàn bà, xem thật kỹ lão tử là cỡ nào sinh mạnh. đến lúc đó lão tử chỉ cần ngoắt ngoắt tay, các nàng liền thí điên thí điên chạy tới. Trong thôn sinh hoạt gian khổ, nam nhân lạc thú ra ăn cơm bên ngoài, cũng chỉ còn lại có dục vọng nguyên thủy nhất, như thế ứng hoa hạ lão tổ tông cổ ngữ. Ăn sắc, tính vậy bản tính của con người chính là thức ăn cùng tính nhu cầu, đây cũng là động vật vì sinh tồn được mà có bản năng. Vì hôm nay lôi đài thi đấu, chiến sĩ trại dự bị người, chuyên môn giết hai đầu chó. Chuẩn bị tại lôi đài thi đấu sau khi kết thúc chúc mừng một phen, ngoà miếng thịt lớn, cạn chén rượu đầy. Này hai đầu chó là trong thôn chó săn, bất quá không quan hệ, dù sao lập tức liền là thần quốc tổng tuyển cử, về sau bọn họ là có thể được sống cuộc sống tốt, còn muốn chó săn để làm chi các ngươi xem, là liên công tử. Theo trong đám người một tiếng hô to, các tộc nhân đột nhiên rối loạn lên, đại gia nhau nhau nhìn đi, quả nhiên thấy theo tộc trưởng trong đại viện, hai cái tráng hán mang một cái ghế mây, nhoáng lên nhoáng lên đã đi tới. Liên thành ngọc an vị tại trên ghế mây, trên thân quấn lấy một đống da thú tấm thảm, mắt hơi hơi hiếp, như là ngủ thiếp đi. Tại hắn phía sau, còn theo bốn tiểu nha hoàng, trong tay bưng lò thang, mâm trái cây, một bộ cẩn thận từng ly từng tí bộ dạng liên công tử thật là liên công tử các thôn dân tức khắc kích động từ liên thành ngọc đột phá tử huyết cảnh sau quy vọng của hắn tại liên thị bộ tộc đạt tới khó có thể tưởng tượng độ cao mọi người đều gửi hy vọng vào liên thành ngọc dẫn dắt bọn họ vào thành qua ngày lành có thể nói hiện tại liên thành ngọc đã thành liên thị bộ tộc trụ cột tinh thần tại mọi người cùng nhiệt sùng bái phía dưới Liên Thành Ngọc đã là trong bộ tộc tuyệt đối vương, hắn làm cái gì đều sẽ được đến liên thị bộ tộc dân chúng vô điều kiện cầm cự. Hắn muốn giết ai, không cần bất kỳ nguyên nhân, chỉ cần một câu nói, dân chúng đã giúp hắn giết chết, hắn muốn lâm hành nữ nhân nào, cũng là chỉ cần một câu nói, mọi người liền đem nàng kia tẩy được sạch sẽ, đưa đến Liên Thành Ngọc trên giường. Chẳng qua là những ngày gần đây, Liên Thành Ngọc ru rú trong nhà, Liên Thị Bộ Tộc Tộc Nhân căn bản không thấy được Liên Thành Ngọc, hôm nay rốt cuộc thấy, có thể nào không kích động. Rất nhiều 17-18 tuổi thiếu nữ, hưng phấn đỏ bừng cả khuôn mặt, đại hoàng thiếu nữ sùng bái cường giả đúng không giả, thế nhưng thật giống như triệu thiết trụ như vậy hình dáng cao lớn thô kệch, da dẻ thô ráp ngâm đen hán tử, kia vô luận như thế nào đều cùng Mỹ Nam tử không dính. Đại hoàng thiếu nữ trong lòng cực phẩm nhất đi theo đối tượng, là giống như liên thành ngọc như vậy, thực lực cường đại, hơn nữa tướng mạo anh tuấn nam nhân những ngày gần đây liên thành ngọc đã thành liên thị bộ tộc hầu như sở hữu thiếu nữ tình nhân trong mộng bắt đầu đi liên thành ngọc nhàn nhạt nói một câu hiển nhiên đối với tràng này trên lôi đài căn bản không để tâm đùa giỡn những thứ này chiến sĩ trại dự bị thô đại hán ở trong mắt hắn chính là một đám người ngu ngốc cho dù khiến bọn họ luyện nửa một trăm năm công phu đều sờ không tới cẩm long về cánh cửa liên thành ngọc loại này cao ngạo thậm chí hơi hơi khinh thường thái độ rơi vào liên thị bộ tộc tộc nhân trong mắt như vậy là mê đảo một đám thiếu nữ nên đón càng nhiều sùng bái bọn họ xui như xu việt long trọng so đấu liên công tử nhưng căn bản chẳng muốn mắt nhìn thẳng một cái đây là nhãn giới khác biệt a à? đánh lôi đài bắt đầu triệu thiết trụ kéo cổ họng tuyên bố từ cùng liên thành ngọc càng đi càng gần triệu thiết trụ đã nghiễm nhiên trở thành chiến sĩ trại dự bị đầu hắn trước đó vài ngày cũng hưởng thụ một chút liên thị dược sơn chỗ tốt Liên Thành Ngọc chướng mắt dược, tiện nghi triệu thiết trụ, cảnh này khiến triệu thiết trụ gần nhất thực lực tăng trưởng rất nhiều. Tại tài nguyên cực độ thiếu thốn dưới tình huống, chiến sĩ trại dự bị thành viên trên căn bản là người nào hưởng thụ tài nguyên nhiều, người nào tốc độ tu luyện cũng nhanh. Bởi vì sợ người đỏ mắt, rất nhiều dược triệu thiết trụ đều là vụn trộm cầm, thực lực của hắn đột nhiên tăng mạnh, cũng không có bất kỳ người nào biết. Liên triệu thiết trụ chính mình cũng không biết thực lực của hắn đến tột cùng tiến bộ nhiều ít hắn rất muốn thông qua lần này lôi đài thi đấu kiểm nghiệm một cái, có thể nói, này lôi đài thi đấu chính cho triệu thiết trụ một cái thoải mái tay chân cơ hội. Hắc hắc, ẩn nhẫn lâu như vậy, lần này trên lôi đài, lão tử tới một người không lên tiếng thì thôi, gáy một tiếng ai nấy đều kinh ngạc. Thực lực diện rộng tăng trưởng, để cho triệu thiết trụ giả tâm càng bành trướng, hắn cũng định tốt rồi, ngày sau sẽ phải làm liên thành ngọc thứ nhất chó săn, ai cũng đừng nghĩ với hắn tranh. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện Bạn thích bộ truyện này? Yêu cầu làm truyện và ủng hộ ở mô tả video Chương 72 Triệu thiết trụ nhân sinh đỉnh phong Bạn đang nghe truyện tại mê truyện audio com Chương 72 Triệu thiết trụ nhân sinh đỉnh phong đại hoang so đấu Không có nhiều như vậy quy tắc So đấu lưu trình đơn giản, thô bạo Vậy thì là một người thủ võ đài Những người khác công võ đài người nào có bản lĩnh, người nào liền lên đi. Sau cùng đánh tới không người lên đài, thủ võ đài người thành công, cho dù bắt được một cái danh ngạch, có thể ở trên đài lấy đi một khối tượng trưng người thắng một bài. Loại này quy tắc nghe rất hỗn loạn, ví như không cách nào tránh khỏi hai cái hạt giống tuyển thủ ở trên đài chém giết tình cảnh xuất hiện, ví như xa luân chiến sẽ hao tổn thủ võ đài người thể lực, làm cho chiến đấu bất lợi cho thủ võ đài người bất quá chiến sĩ trại dự bị nhân tài chẳng muốn suy nghĩ mấy vấn đề này đơn giản thô bạo chính là phong cách của bọn họ nguyên bản mặc kệ diêu viễn vẫn là liên thành ngọc đều không thèm để ý tràng này không ý nghĩa quá lớn so đấu diêu viễn đem chế định quy tắc quyền lực trực tiếp giao cho triệu thiết trụ mà triệu thiết trụ như vậy một cái con người lỗ mãn muốn cho hắn chế định một hợp lý công chính quy tắc kia làm sao có thể quy tắc nếu như quá phiền toái những thứ kia tranh tài người đều nghe không hiểu So đấu ngay từ đầu, Triệu Thiết Trụ đã thứ nhất nhảy lên. Hắn là thiếu kiên nhẫn tính tình, mãi mới chờ đến lúc đến lần này thoải mái tay chân cơ hội, Triệu Thiết Trụ đã không kịp chờ đợi muốn bày ra tự mình ẩn giấu thực lực. Này lôi đài có rộng 10 trượng, Triệu Thiết Trụ đứng tại lôi đài ngay chính giữa, xếp đặt một cái hiện ra hết hắn bắp thịt tư thế, tới. Người nào đi lên cùng lão tử luận bàn một cái. Triệu Thiết Trụ bắt đầu khiêu chiến, ở đây dưới người xem cuộc chiến tức khắc bắt đầu kêu. Không nghĩ tới vừa lên tới chính là cao thủ quyết đấu, triệu thiết trụ thanh danh bên ngoài, cộng thêm hắn bình thường hành sự cao điệu, cho tới mọi người đều biết, này triệu thiết trụ là chiến sĩ trại dự bị trong bài danh chí ít top 10 cao thủ. Hắc hắc, triệu lão ca, huynh đệ ta với ngươi so chiêu một chút. Một tên tráng hán nhảy lên lôi đài, hắn họ tôn, thực lực tại chiến sĩ trại dự bị trong cũng chính là qua quyết bình bình, căn bản cũng không phải là triệu thiết trụ đối thủ bất quá hắn bình thường cùng triệu thiết trụ quan hệ tốt thuộc về cái loại này thỉnh thoảng sang thú có thu hoạch có thể cùng triệu thiết trụ tụ chung một chỗ nhậu nhẹt hồ bằng cẩu hữu hắn là đã nhìn ra triệu thiết trụ muốn biểu hiện liền lên đài phối hợp một chút chiến sĩ trại dự bị người dài như vậy thời gian cùng nhau tu luyện người nào bao nhiêu cân lượng trong lòng còn không rõ ràng lắm này họ tôn rõ ràng biết mình là không có khả năng bị chọn được chính cái trong danh ngạch mặt dứt khoát cho triệu thiết trụ bán một cái nhân tình ha ha được tôn huynh đệ tới đi họ tôn tráng hán cùng triệu thiết trụ hai người đều là phần tử hiếu chiến đại hoàng đánh lôi đài cũng không có lộn xộn cái gì lễ tiết đi lên liền đánh đây chính là tại rất nhiều tộc nhân xem cuộc chiến thời gian hai người đánh nhau đó là khác thường ra sức những thứ này chiến sĩ trại dự bị thành viên quả thực khí lực lớn bất quá muốn nói có cái gì đánh nhau kỹ xảo vậy thì suy nghĩ nhiều bọn họ giao thủ, kỳ thực thoạt nhìn khá giống thấp kém Hồng Kông võ đánh mạnh cảm giác, có thể nói động tác thông thả, từng cú đấm thấu thịt, hơi một tí còn ông đối phương xoay cùng nhau. Họ tôn tráng hán liền thực lực đại tăng trước triệu thiết trụ đều đánh không lại, giao thủ mấy hiệp sau, hắn đã bị triệu thiết trụ ông eo đặt ở trên lôi đài. Hai cái chút nào không kết cấu đánh nhau người, đánh tới sau cùng, bọn họ sẽ phát hiện trước học cái gì quyền chiêu, sáu lộ tất cả đều không dễ xài, cuối cùng vẫn là cân đối mới ôm ở cùng nhau đè xuống đất lăn qua lăn lại chân thật nhất. Người nào khí lực lớn, người nào liền thắng. Đây cũng là Brazil nhu thuật đạo lý, ở trên địa cầu hết sức nước Mỹ UFC không hạn chế vật lộn quyết liệt, sau cùng phần lớn là dựa vào xoay cánh tay, áp cái cổ những thứ này thoạt nhìn cực kỳ vùng về động tác thủ thắng. Được. Dưới đài có người hô, tuy rằng triệu thiết trụ động tác không thế nào mỹ quan, nhưng đối với một lần nhìn ngã đều vô cùng hưng phấn liên thị bộ tộc tộc nhân tới nói, đã là quá đủ mắc nghiện. Tại đây họ tôn tráng hán về sau, lại có một người lên đài cùng triệu thiết trụ giao thủ, bị triệu thiết trụ đánh bại. Hai tràng sau đại chiến, triệu thiết trụ trạng thái chính tốt, có càng đánh càng hăng xu thế. Ha ha, còn có ai đi lên? Triệu thiết trụ mặt đỏ lừ lừ hô, cùng uống một vò rượu gạo tự như. Lúc này mọi người đều đã nhìn ra, hôm nay muốn chọn chính cái chiến sĩ danh ngạch, triệu thiết trụ sẽ chiếm cứ thứ nhất. Triệu huynh đệ, để cho lão đệ tới chơi đùa với ngươi đi. Một cái đại hán nhảy lên lôi đài, ông ông nói. Người này vừa ra trận, lập tức đưa tới một trận hoang hô. Là Trương Đại Lực. Trương Đại Lực trời sinh khí lực liền lớn, 15 tuổi là có thể dơ lên 200 cân tạ đá, hiện tại cũng không biết Trương Đại Lực khí lực luyện đến trình độ nào. Người có tên, cây có bóng, Tại Liên thị bộ tộc, những thứ kia chiến sĩ trại dự bị người nổi bật cũng đều là trọng làm người biết. Trương Đại Lực 15 tuổi dơ lên 200 cân tạ đá thời gian, cũng đã tại Liên thị bộ tộc thành danh. Lúc này đây tuyển chính cái danh ngạch, Trương Đại Lực cực kỳ khả năng bị chọn trúng. Một cái Trương Đại Lực, một cái Triệu Thiết Trụ, đây là một hồi cường cường va chạm, xem cuộc chiến quần chúng tức khắc sôi trào. Đại Lực, ha ha, được lão tử sớm đã nghĩ với ngươi so chiêu một chút tới triệu thiết trụ nhãn tình sáng lên năm ngoái thời gian hắn còn so với trương đại lực kém hơn một chút thế nhưng năm nay triệu thiết trụ thực lực có biến hóa về chất đang muốn tìm một cái cường địch đi thử một chút đây trương đại lực nhảy lên đài tới cùng triệu thiết trụ cách nhau ba trượng cự ly hai người liền một cái ứng phó lễ tiết đều không làm trực tiếp hét lớn một tiếng xông về đối phương hai người đều là dáng người cường tráng chạy lên như là hai đầu trâu hoang. Oanh! Triệu thiết trụ cùng trương đại lực chút nào không biến hóa đụng vào nhau, mọi người có thể rõ ràng nghe được cốt nhục đụng nhau thanh âm, rất nhiều người sợ đến sắc mặt trắng nhật. Như thế cái va chạm, nếu như đánh vào trên người bọn họ, có lẽ trực tiếp liền đem xương đụng đoạn. Triệu thiết trụ cùng trương đại lực giao thủ, rõ ràng so với vừa mới họ tôn nam tử lên đài chiến đấu sinh mạnh rất nhiều. Hai người khí lực, đều có sáu, 700 cân, so với nhất đẳng nam đinh khí lực đại còn nhiều gấp đôi, khí lực như vậy chênh lệch, đánh nhau coi như là mười mấy cái nhất đẳng nam đinh vây công triệu thiết trụ, cũng tuyệt đối sẽ bị triệu thiết trụ nhẹ nhõm gạt ngã. Thiết trụ ca đáng đánh. Ở trong đám người, Liên Thúy Hoa kéo cổ họng hô lớn, này Liên Thúy Hoa gần nhất bởi vì Liên Thành Ngọc chiếu cố nhiệm vụ, cùng triệu thiết trụ đi rất gần, thường xuyên qua lại, hai người liền làm lên. Suy nghĩ một chút đêm hôm qua triệu thiết trụ trên giường sinh mảnh, liên thúy hoa liền xuân tâm nhộn nhạo. Nghe được mọi người hoang hô, còn có liên thúy hoa trợ uy, triệu thiết trụ trong lúc nhất thời liền cùng hít thuốc lắc tự như, cùng công mảnh liệt đánh, kia lưu đại lực cũng không cam lòng tỏ ra yếu kém, hắn khí lực lớn, chiếm cứ rất lớn ưu thế. Chiến sĩ trại dự bị người bình thường đánh nhau, chủ yếu là bính khí lực, nguyên do nần cối đá mới có thể trở thành bọn họ xu như xu việc biểu diễn tiết mục cùng khoe khoang vốn liếng. Hai người trên mặt đất vật lộn rất lâu, triệu thiết trụ rốt cục miễn cưỡng đè xuống triệu đại lực, một mực hắn đặt ở dưới thân, không thể động đậy. Triệu thiết trụ có thể đè xuống triệu đại lực tới, chủ yếu vẫn là bởi vì hắn uống thuốc ăn được nhiều, tố chất thân thể được, sự chịu đựng kéo dài. Hắn thắng trận này, liền thắng bởi sự chịu đựng tiến lên. Trương Đại Lực bị ép tới hơi lớn não thiếu dưỡng khí, hắn không nghĩ ra triệu thiết trụ thế nào cùng một đầu không biết mệt mỏi trâu hoang tự như, thế nào khí lực toàn thân như là dùng không xong. Phải biết rằng, chiến sĩ trại dự bị thành viên tuy rằng khí lực lớn, thế nhưng người nếu như dùng hết lực khí toàn thân đi nâng năm dặm trăm cân thất đá lớn, khi nâng cái tám, chín lần, cánh tay cũng liền mỏi rồi. Rất khó giống như triệu thiết trụ như vậy, càng đánh càng hăng trương đại lực từng ngụm từng ngụm thở dốc hỏi người chẳng lẽ đột phá khí trường cảnh đi ha ha còn thiếu chút nữa hỏa hầu triệu thiết trụ bắt đầu khoe khoang kỳ thực trại dự bị người đều là dũng mãnh cảnh triệu thiết trụ cách khí trường cảnh cũng xa đây hấp khí như xà bật hơi như tiễn nào có dễ dàng như vậy triệu thiết trụ cũng chính là sự chịu đựng lâu một chút mà thôi nếu như hắn một mực đứng ở liên thị bộ tộc loại này đất nghèo đời này có thể hay không đột phá khí trường cảnh đều là cái vấn đề chung quanh các bình dân cũng biết khí trường cảnh là có ý gì thần quốc tổng tuyển cử hô lâu như vậy liên thành ngọc sớm liền tuyên truyền cái gì là tử huyết cảnh tại liên thị bộ tộc khống chế tầng giả tạo tuyên truyền dưới mọi người đều tin tưởng liên thành ngọc đã bước vào tử huyết cảnh đối với liên thị bộ tộc vô tri người bình thường mà nói bọn họ cảm thấy tử huyết cảnh giống như là thần tiên trên trời lợi hại nếu như nói triệu thiết trụ là một con mang ngưu, như vậy Liên Thành Ngọc chính là một đầu khủng bố hoang thú, giữa hai người là trời cùng đất chênh lệch. Càng là biết Liên Thành Ngọc cường đại, bộ tộc dân chúng trong lòng càng là gửi hy vọng vào Liên Thành Ngọc dẫn bọn hắn tiến vào thành thị, đồng thời cũng hiểu được, theo Liên Thành Ngọc, khi Liên Thành Ngọc gia nô là đáng chuyện vinh hạnh, ở cái loạn thế này, mọi người nghĩ không phải tự do, đối với cơm đều ăn không đủ no người mà nói, tự do là xa xỉ cùng buồn cười sự tình bọn họ nghĩ là cùng một cái tốt chủ tử, có thể có một miếng cơm ăn liền thỏa mãn. Ha ha! Triệu thiết trụ cười ha hả, hắn rất thỏa mãn bây giờ tràn diện, hắn cũng biết mình nghĩ thông qua thần quốc tổng tuyển cử căn bản không có khả năng, bất quá tài năng ở hôm nay mở ra thần uy, triệu thiết trụ cũng có một loại đi lên nhân sinh đỉnh phong cảm giác. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện Bạn thích bộ truyện này? yêu cầu làm truyện và ủng hộ ở mô tả video. Chương 73 Dịch Vân xuất hiện Bạn đang nghe truyện tại mê truyện audio com Chương 73 Dịch Vân xuất hiện còn có ai, đi lên luyện một chút. Triệu thiết trụ bây giờ là ý khí phong phát, đông tử, ngươi đi lên bồi lão ca chơi đùa. Thấy nhất thời không người đi lên, triệu thiết trụ bắt đầu điểm danh. Triệu đại ca nói dẫn tiểu đệ đánh như thế nào được triệu đại ca, vừa mới triệu đại ca một quyền đánh ra đi, khớp xương đều mang vang lên, này không phải là cái kia cái gì lôi cái gì mây, cái gì bắn tên rơi chim nhạn cảnh giới sao. Ngàn xuyên vạn xuyên, nịnh nọt không xuôi, tên này kêu đông tử tiểu chiến sĩ mới chừng 20, hắn thế nhưng biết, tại chiến sĩ trại dự bị hỗn, được tìm to bằng bắp đùi người ôm, như vậy phân thịt đều phân nhiều một chút. Ha 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 ha. Là lôi vân chín tầng mây, kim cung rơi phi nhạn. Triệu thiết trụ cũng là cổng đã lâu, mới nhớ câu này khó đọc. Hắn cách cảnh giới này còn có cách xa vạn dặm đây, bất quá xem hiện tại triệu thiết trụ biểu tình, hắn giống như đã đạt đến cảnh giới này tự như. Mắt thấy dưới đài đã không người ứng chiến, triệu thiết trụ cảm thấy trang bước đến trình độ này cũng không xê xích gì nhiều, liền tùy tiện nói. Nếu như không người lên đài, kia danh ngạch, ta liền không khách khí cầm đi nguyên bản triệu thiết trụ định quy củ chính là như vậy, một người ở trên lôi đài chiến đến không người dám chiến, trước hết lấy đi một cái danh ngạch, như vậy liền có thể quyết ra theo thứ nhất đến thứ chín trình tự. Mọi người cũng không có ý kiến, triệu thiết trụ thực lực đặt ở nơi đó, đủ để phục chúng. Còn có người phản đối sao? Triệu thiết trụ có ý thả chậm cầm một bài tốc độ, một bộ cổ vũ đại gia đứng ra phản đối dáng vẻ của hắn, cái loại cảm giác này giống như là người đấu giá tại đến ngược thời gian, khiêu khích người đấu giá tăng giá. Đối với triệu thiết trụ tới nói, đây cũng chính là trang cái bức mà thôi, nhưng mà. Cho dù ai đều không nghĩ đến, tại triệu thiết trụ hỏi ra câu nói này thời gian, trong đám người thật vang lên một thanh âm, ngươi cũng đủ ti tiện, thật tốt cầm một bài không được sao. Không muốn thể hiện một bộ vẻ muốn ăn đòn, cầu người đứng ra phản đối ngươi, đã như vậy, ta liền thỏa mãn một cái nguyện vọng của ngươi, phản đối ngươi một chút đi. Ngươi nào? là người nào triệu thiết trụ mắt nhìn phải hoàn thành trận này hoàn mỹ trang bức thời gian lại có một cái thứ không biết chết sống nhảy dựng lên phản đối hắn mà lại trong lời nói cũng dám mắng hắn ti tiện không sai cho dù ai đều nhìn ra triệu thiết trụ câu nói sau cùng kia chẳng qua là trang bức hắn là dùng phương thức này chiêu cáo toàn bộ liên thị bộ tộc chiến sĩ trại dự bị trong ta mạnh nhất thế nhưng người nào dám nói ra ai nói đứng ra cho ta ta ngược lại muốn xem xem là người nào sống chán ngấy rồi. Này liên thị bộ tộc, đã bị triệu thiết trụ nhìn là lãnh địa của mình, nếu như nói liên thành ngọc là hổ, hắn chính là liên thành ngọc thủ hạ chính là Sài Lan, hắn làm sao có thể dễ dàng tha thứ có người ở tự mình địa giới trên, làm trò hắn chủ tử mặt đánh mặt của hắn. Bất quá! Đi ra nghỉ, có người vào lúc này nhảy ra, hắn vừa vặn tới một lần giết gà dọa khỉ, dựng nên uy tín của mình. Hắn đã quyết định, hôm nay cái này người gây chuyện hắn nhất định muốn trước mặt mọi người đánh chết tại hầu như không có pháp luật tràn buộc đại hoang cường giả giết chết người yếu không đáng kể chút nào huống chi đây là ở trên lôi đài vậy thì lại càng không có vấn đề nghĩ tới đây triệu thiết trụ trong cặp mắt bắn ra một tia khát máu chi ý hai đạo ánh mắt giống như hai thanh dao găm ở trong đám người tới lui quét triệu thiết trụ muốn tìm ra người nói chuyện thế nhưng cái kia người nói chuyện lại như là bị chôn ở đám người trong hải dương bốc lên không ra mặt. Thẳng đến mười mấy hơi thở thời gian, lôi đài phụ cận đoàn người mới tự hồ bị người nào đẩy ra tới. Mọi người nhao nhao tránh ra, lúc này mới thấy một cái choai choai tiểu tử đi ra đoàn người, đi tới cạnh lôi đài, không nhanh không chậm leo lên lôi đài. Cái này choai choai tiểu tử, thân cao chỉ tới triệu thiết trụ ngực, thân xuyên một thân sợi dây thô quần áo, y phục này tẩy được ngược lại sạch sẽ, chẳng qua là trách mướt, đánh vài cái miếng vá lớn nhìn hắn thân thể này, bộ dạng này, mọi người trong đầu đều tràn ngập dấu chấm hỏi. Câu nói mới vừa rồi kia, chính là tiểu tử này nói ra được. Mọi người vốn cho là, dám nói ra câu nói này người, tối thiểu cũng là đối với thực lực của chính mình có tự tin chiến sĩ, hơn phân nữa cũng là chiến sĩ trại dự bị thành viên, không nghĩ tới, dĩ nhiên là một đứa bé. Hắn không muốn sống sao? Trách không được trước nhìn không thấy hắn, nguyên lai hắn vóc dáng thấp chen ở trong đám người trực tiếp đã bị chìm ngập, đương nhiên liền nhìn không thấy. Ngươi? Ngươi thế nào? Triệu Thiết Trụ thấy trước mắt tiểu hài tử này, có điểm ngây ngẩn cả người, Dịch Vân. Ngươi không chết. Nguyên bản Dịch Vân đưa lưng về phía những người này, rất nhiều người cũng không có chú ý, hiện tại hắn mới nhìn rõ, trên lôi đài tiểu hài tử này không phải Dịch Vân là ai. Dịch Vân ca ca. Thật là Dịch Vân ca ca. Dịch vân hàng xóm Vương Đại Nương, cùng với Vương Đại Nương nữ nhi Chu Tiểu Khả cũng tới quan sát lôi đài so tài, Chu Tiểu Khả thấy dịch vân còn sống, vừa mừng vừa sợ, nhưng là nhìn nhìn lại tình cảnh trước mắt, nạn lại là dịch vân lau vệt mồ hôi. Lúc này Chu Tiểu Khả chăm chú bắt lại Vương Đại Nương thô ráp đại thủ, một trái tim nhắc tới cuốn họng. Vân Hoa Tử còn sống. Thế nhưng, Vân Hoa Tử ngươi thế nào lúc này lên đài đi chọc sát tin đó nha? Vương Đại Nương cũng là trong lòng gấp, đầy đủ không biết Dịch Vân muốn làm gì. Mà lúc này, dừng lại ở trên lôi đài Dịch Vân, đột nhiên lòng có cảm giác, hắn chậm rãi xoay người, nhìn liên thị bộ tộc trong đại viện, kia một mực ngồi ở gia thú trên ghế, nhìn qua có vẻ bệnh liên thành ngọc. Đối phương ánh mắt, như là viên đạn xuất tại trên người mình. Liên thành ngọc như trước ngồi ở trên ghế không động, mà ở liên thành ngọc xung quanh đứng bốn thiếu nữ nha hoàng, lại nhìn không được trùng mình một cái các nàng cảm giác, thời khắc này liên thành ngọc, tự hồ đột nhiên biến thành một đầu giả thú. Đây là lần thứ mấy? Ân. Lần thứ ba. Liên thành ngọc nhẹ nhàng để chén trà trong tay xuống, mắt như trước vẫn không nhúc nhích nhìn chầm chầm dịch vân. Lần đầu tiên hái dược, dịch vân khởi tử hoàn sinh. Lần thứ hai tự mình ám hạ độc thủ, dịch vân biến nguy thành an. Lần thứ ba, hoàng cốt hàng độc hơn nửa hóa huyết đan, để cho dịch vân tại ngao luyện hoang cốt thời gian thất khiếu chảy máu, đón lấy hắn còn nhảy xuống hạp cốc, nhưng hắn lại vẫn không chết. Liên thành Ngọc mí mắt nhẹ nhàng nhảy, nhìn dịch vân ánh mắt, giống như là độc xà thấy được con mồi, mang theo một tia âm ngoan, một tia tham lam. Trên người hắn, có bí mật. Liên thành Ngọc tin tưởng, dịch vân trên người có một loại bảo mệnh bảo vật. Liên thành Ngọc không biết bảo vật này là cái gì, bất quá này không trọng yếu bởi vì bảo vật này chẳng mấy chốc sẽ là của hắn rồi. Dết dịch vân, được đến bảo vật của hắn, tự mình chậm rãi nghiên cứu, dĩ nhiên là tin tưởng tác dụng của nó. Nghĩ tới đây, Liên Thành Ngọc từ từ khôi phục bình tĩnh. Hắn thời khắc này bề ngoài bình tĩnh, kỳ thực thể nội lại lưu động hưng phấn cùng khô nóng huyết dịch, hắn nhẹ nhàng liếm liếm môi của mình, trong ánh mắt hiện lên một tia khát máu quang mang. Được. Rất tốt ông trời cuối cùng đợi ta liên thành ngọc công chính một lần ông trời ngươi không có cấp ta ưu tú xuất thân không có cấp ta tập võ tài nguyên thậm chí tại ta sắp đột phá tử huyết cảnh thời gian chặt đứt ta đột phá chi lộ nhưng là hôm nay ngươi cũng coi như cho ta một phần cơ duyên đem như vậy một kiện bảo mệnh bảo vật đưa đến trước mặt của ta cổ ngữ nói thiên dư không lấy phản thụ hại trời cao cho ta đồ vật ta nếu là không đi lấy ngày sau ngược lại sẽ đưa tới tai họa ta liên thành ngọc tự nhiên không phải như thế người ngu xuẩn nghĩ không ra cái này kêu dịch vân tiểu tử trong đất kiếm ăn tiểu nô tài lại có như vậy phúc mệnh không này phải nói là ta phúc mệnh ta giết hắn có thể bắt được bảo vật bảo vật sau cùng đến trong tay ai chính là của người đó phúc mệnh liên thành ngọc trong lòng trong nháy mắt lóe lên đủ loại ý niệm mà lúc này không cần hắn phân phó triệu thiết trụ đã cười gằn hướng dịch vân đi đến Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện Bạn thích bộ truyện này? Yêu cầu làm truyện và ủng hộ ở mô tả video Chương 74 Hành hung triệu thiết trụ Bạn đang nghe truyện tại mê truyện audio com Chương 74 Hành hung triệu thiết trụ, câu nói mới vừa rồi kia, là người nói Triệu thiết trụ cười lạnh, hắn rất kỳ quái dịch vân theo cao mười mấy trường hạp cốc nhảy xuống còn không chết, hắn không tin người nào mệnh lớn như vậy, chỉ cho rằng lúc đó dịch vân tiểu tử này lúc đó đại khái là lấy cái thủ thuật che mắt, đã lừa gạt những thứ kia ngao luyện hoang cốt tráng đinh. Triệu thiết trụ vốn cho là hôm nay sẽ là một cái còn có chút bản sự chiến sĩ tới khiêu khích hắn, hắn trực tiếp lấy tính áp đảo thực lực đem đối phương đánh chết là được rồi, lại không nghĩ rằng xuất hiện ở nơi này dĩ nhiên là dịch vân như thế một cái tiểu hầu tử. Cứ như vậy, nghĩ lập uy sẽ không khả năng, vết một cái thân cao chỉ tới bộ ngực mình tiểu hầu tử làm sao có thể lập uy hiện tại triệu thiết trụ nghĩ là thế nào đem dịch vân ngược chết dùng nhất để cho dịch vân khó chịu cùng hoảng sợ thủ pháp tự nhiên là ta nói ngươi đây không phải là nói nói nhảm sao dịch vân đứng chắp tay biểu tình kia ý tứ cực kỳ rõ ràng ngu ngốc như vậy vấn đề ngươi cũng muốn hỏi a à. triệu thiết trụ giống như xem ngu ngốc nhìn dịch vân hắn không nghĩ ra Tiểu tử này là không phải đầu bị cửa kẹt, vào lúc này hắn lẽ nào dự đoán không đến chờ đợi kết cục của hắn là cái gì không? Tiểu xuất sinh, ngươi hôm nay mạo phạm đại gia ta, ngươi nhất định phải chết, ngươi ngoan ngoãn quỳ xuống tới cho đại gia gõ một trăm cái dập đầu, lại từ đại gia dưới đũng quần chui qua, ngươi là mình làm, hay là ta đem ngươi đè xuống đất làm đây? Triệu thiết trụ cười gằn, Dịch vân đồng dạng dùng xem ngu ngốc ánh mắt nhìn Triệu thiết trụ, ta hôm nay là tới cầm một cái danh ngạch không phải nghe ngươi nói nhảm dịch vân câu này lời vừa nói ra toàn trường khán giả đều ngây ngẩn cả người mọi người hiện tại mới ý thức được hôm nay dịch vân đi lên lôi đài cũng không phải cố ý buồn nôn triệu thiết trụ cho triệu thiết trụ thêm chắn mà là hắn muốn đứng tại cái lôi đài này trên cùng triệu thiết trụ một chiến cầm một cái tham gia thần quốc tổng tuyển cử danh ngạch thiên chỉ bằng hắn này tiểu thân thể hắn điên rồi sao hắn liền luyện một tháng công phu tuổi tác bất quá 12 tuổi, làm sao có thể cùng triệu thiết trụ so với. Dịch vân ca ca. Ở trong đám người, Chu tiểu khả cũng là một khỏa tim níu chặt, dịch vân ca ca biết triệu thiết trụ cường đại ra sao sao. Chiến sĩ trại dự bị người đối với liên thị bộ tộc bình dân tới nói, giống như là một đám hổ lan, người bình thường ở đâu là đối thủ của hắn, huống chi dịch vân vẫn là một đứa bé. Ha ha. Triệu thiết trụ nở nụ cười, cười đến ngửa tới ngửa lui, dường như đây là hắn đời này tới nghe được buồn cười nhất chuyện cười tiểu xuất sinh ngươi điên rồi sao ngươi sẽ không phải là nghĩ đến ngươi theo trương đại nhân học chút công phu là có thể đánh bại đại gia ta đại biểu liên thị bộ tộc đi tham gia thần quốc tổng tuyển cử triệu thiết trụ vừa nói như vậy chiến sĩ trại dự bị người cười vang triệu đại ca chớ cùng tiểu tử này nói nhảm hắn căn bản là cái khờ dại hắn bất quá cho ngáp phải rùi bị trương đại nhân chọn trúng liền coi chính mình thiên hạ vô địch rất nhiều người theo kêu to lúc này một cái khắc nghiệt giọng nữ vang lên thiết trụ ca các đức tiểu tử này đi đứng đem hắn treo lên mở miệng người là liên thúy hoa thanh âm của nàng sắc nhọn chói tai dịch vân làm sao có thể quên mất lúc đó dẫn dắt thôn dân dùng cước trâu vây công khương tiểu nhu người chính là cái này liên thúy hoa dịch vân cười lạnh thật sâu nhìn liên thúy hoa một mắt nhìn cái gì vậy tiểu súc sinh, lão nương cũng là ngươi có thể nhìn, lại nhìn đem ngươi kia một đôi ánh mắt gian tà con ngươi đào ra. Liên thúy hoa thịnh khí lăng nhân, thiết trụ ca, làm thịt tiểu súc sinh này. Liên thúy hoa nói qua, còn hướng về triệu thiết trụ ném một cái mị nhãn. Triệu thiết trụ hiển nhiên đối với cái này mị nhãn rất có lợi, hắn cười ha hả, nói. Tiểu tử, xem ra lần này ngươi nhiễm bệnh sau, là bệnh được đầu óc không bình thường, một mình ngươi hạ đẳng nô tài, trong đất kiếm ăn chân đất, còn muốn tham gia thần quốc tổng tuyển cử. Hôm nay đại gia ta liền đem đầu của ngươi vặn xuống làm bồn tiểu. Triệu thiết trụ đang khi nói chuyện, xông thẳng hướng dịch vân, hắn trên mặt mang hài hước vui vẻ, vườn ra hai con kiểm sát đại thủ, chụp vào dịch vân đầu, hắn không phải tùy tiện nói một chút, là thật muốn dịch vân đầu bẻ xuống. Triệu thiết trụ khí lực rất lớn, bình thường trẻ con, nơi nào có thể trải qua ở tay hắn sức lực. Dịch Vân cũng không có động, hắn chẳng qua là đứng vững thân thể, vươn ra hai tay, chụp vào Triệu Thiết Trụ, chiêu thức cùng Triệu Thiết Trụ cùng ra một tuyến đường. Dịch Vân hai tay, Triệu Thiết Trụ đại thủ, đầy đủ kém xa. Triệu Thiết Trụ nhìn thấy Dịch Vân này ngu ngốc cũng dám đưa tay qua đây, giữ tận cười một tiếng, cũng hướng Dịch Vân tay nắm tới, hắn cải biến chủ ý, nghĩ trước đem Dịch Vân tay niết vỡ. Bốn chỉ tướng tay giao, sau đó, chỉ nghe răng rắc một tiếng giòn vang triệu thiết trụ sắc mặt động lại. Khóe miệng hắn co rút, không thể tin tưởng nhìn dịch vân hai tay cùng hai tay của mình, tại dịch vân kia một đôi trong tiểu thủ, hắn hai bàn tay to, đã máu thịt bê bét, máu tươi không ngừng đi xuống giọt, ngoài trường ngón cái bên ngoài, cái khác tám cái đầu ngón tay, toàn bộ lấy một cái quỷ dị góc độ vặn vẹo, đã hoàn toàn bẻ gãy. Tay hắn đúng là bị dịch vân cứng rắn bóp nát. À, một tiếng tê tâm liệt phế kêu thảm thiết, theo triệu thiết trụ trong miệng phát ra dịch vân lạnh lùng nhìn triệu thiết trụ một mắt ngươi vừa mới nói ta là hạ đẳng nô tài cái thế giới này người yếu làm nô cường giả vi tôn người nào thực lực mạnh người nào liền chúa tể hết thảy ta hôm nay nói cho ngươi biết ai là hạ đẳng nô tài dịch vân nói qua thân thể tiến lên trước một bước một cái thật đơn giản đầu gối đụng chính đánh vào triệu thiết trụ ngực oành một tiếng trầm đục triệu thiết trụ thân thể khôi ngô như là phá bao tải bị dịch vân đầu gối đánh bay hắn xương ngực trực tiếp lõm xuống đi xuống, xương sườn không biết đoạn bao nhiêu cái. Hắn cứ như vậy tầng tầng lớp lớp ngã trên mặt đất, trong miệng máu tươi chảy ròng, toàn thân co giật không ngừng, giống như là một cái bị cắt đứt xương sống lưng chó. Đột nhiên này phát sinh một màn, mọi người đều sợ ngay người. Biểu tình của mọi người còn bảo trì tại mấy giây trước bộ dạng, đầy đủ động lại. Đây là... Chuyện gì xảy ra? Dịch vân, bóp nát triệu thiết trụ tay, một cái đầu gối đụng đưa hắn đánh bay. Dịch vân thân thể gầy nhỏ, cùng triệu thiết trụ khôi ngô hình thể vào giờ khắc này tạo thành sự chênh lệch rõ ràng, không gì sánh được cường liệt đánh vào thị giác. Đây là đang nằm mơ sao? Một mực ngồi vững da thú ghế tựa liên thành ngọc, đột nhiên đứng dậy, một đôi mắt sáng quắc nhìn chầm chầm dịch vân. Dịch vân, một cái hái dược nô tài, bình thường cơm đều ăn không đủ no, tên khất cái nhân vật, tại liên thị trong bộ tộc, là thuộc về cái loại này chết cũng sẽ không gây nên chú ý người hắn dĩ nhiên một cái đối mặt liền đem triệu thiết trụ đánh phế đi hắn võ nghệ từ đâu tới lẽ nào thật là bởi vì hắn theo trương vũ hiền luyện võ chỉ dùng một tháng hắn liền học được võ công đánh bại triệu thiết trụ điều này sao có thể liên thành ngọc nắm chặt sông quyền móng tay đều muốn đâm rách bàn tay toàn trường như trước yên tĩnh đầy đủ mười mấy hơi thở thời gian không ai phát ra âm thanh, mọi người đều không tỉnh thần lại. Ngay cả một mực quan tâm dịch vân chu tiểu khả, cũng là trừng lớn một đôi đen như mực mắt, đầy đủ ngay dại, này là thật sao? Như vậy hung thần ác sát, lớn lên giống tháp sắt triệu thiết trụ, lại bị dịch vân ca ca đánh bại. Dịch vân thu quyền, tùy ý chỉnh lý xuống toàn thân y phục trách rưới. Đây là dịch vân lần đầu tiên thi bạo. Trước đây, dịch vân nắm đấm đều rơi vào trên tảng đá, thực cứng, đánh cho tay đau, hôm nay rơi vào trên thân người, là mềm trong mang cứng. Dịch Vân lần này trực tiếp đánh phế một người, trong lòng cũng không có khó mà tiếp nhận cảm giác, có lẽ là bởi vì xuyên qua đến cái này giả mang đại hoang thế giới, hắn đã thành thói quen nơi này cách sinh tồn. Hắn biết rõ, ở chỗ này nếu là làm một cái cách trời thương dân, tay không dính máu hòa thượng, sớm muộn sẽ bị người ăn không còn sót cả xương. Dịch Vân nhẹ nhàng hoạt động một chút mười ngón, hắn quay đầu tới nhìn về phía Liên Thúy Hoa. Ngươi mới vừa nói, muốn đánh gãy chân của ta, đem ta treo lên. Còn muốn đào ta con mắt. Dịch Vân đang khi nói chuyện, chậm rãi hướng Liên Thúy Hoa đã đi tới. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Bạn thích bộ truyện này? Yêu cầu làm truyện và ủng hộ ở mô tả video. Chương 75 Máu cho xối đầu Bạn đang nghe truyện tại mê truyện audio.com chương 75. Máu chó xối đầu, ngươi. Ngươi nghĩ làm gì? Thấy dịch vân đi tới, liên thúy hoa hét rầm lên. Tên tiểu súc sinh nhà ngươi, ngươi nhụm ôn dịch, ngươi nghĩ lây cho toàn tộc người sao? Liên thúy hoa không phải cái đèn cạn dầu, nàng mắt thấy dịch vân không biết thế nào đột nhiên trở nên đáng sợ như vậy, đầu óc đột nhiên nghĩ tới dịch vân được ôn dịch sự tình, bắt đầu la hét kêu to lên, nghĩ kéo lên quần chúng khi nàng viện quân. Các hương thân, tiểu súc sinh này nhất định là chết sau bị quỷ phụ thân, bằng không thế nào lợi hại như vậy, hắn trúng tà, các ngươi đã quên sao? Được rồi. Liên Thúy Hoa đột nhiên nhớ ra cái gì đó, gầy nhom thân thể dùng sức ra bên ngoài chen, nàng không biết khí lực từ nơi nào tới, tại chen chút trong đám người tốc độ cực nhanh. Tránh ra, đều mẹ nó cho lão nương tránh ra. Nàng đi ra ngoài, một hồi lại chạy về tới, trong tay nhiều một cái thùng gỗ. Nàng nhìn dịch vân, trên mặt hiện lên một tia âm hiểm cười. Tiểu súc sinh, lão nương cho ngươi đắc ý, ngươi có những thứ kia không sạch sẽ đồ vật phụ thể, liền coi chính mình vô địch. Xem lão nương chơi chết ngươi. Liên Thúy Hoa nói qua, đem trong tay thùng gỗ hướng về phía dịch vân một dội. Thùng nước kia bên trong, tất cả đều là tinh hồng chất lỏng, hơn nữa có một cổ mùi tanh lan tràn đi ra. Đây là máu chó. Lôi đài thi đấu trước, chiến sĩ trại dự bị người giết hai đầu chó săn, chuẩn bị sau khi cuộc tranh tài kết thúc ăn nhiều một trận. Giết chết chó săn về sau, máu chó liền tồn tại trong thùng gỗ, bên trong còn nổi lơ lửng chó ruột, lông chó, chó tâm chó phổi, hiện tại một mạch dội về dịch vân. Vân hoang người cho rằng, máu chó có thể trừ tà. Những thứ kia không sạch sẽ quỷ vật, vừa nhìn thấy máu chó cũng không dám động nếu như bị máu chó dội ở trên người, giống như là người thấm trên hát hai sau bốn đặc, sẽ bị ăn mòn sạch sẽ. Cái gọi là máu cho xối đầu, chính là cái này ý tứ, ví dụ bị chữ nhân ảnh là bị xối máu cho yêu nhân, trực tiếp sẽ không động cũng không nói mà chống đỡ. Liên Thúy Hoa là thật coi là dịch vân dựa vào chúng ta mới đánh cho tàn phế triệu thiết trụ, chỉ cần máu cho dội lên đi, đem những thứ kia tà vật đốt, còn lại một cái cùng con gà con tự như dịch vân, còn chưa phải là mặt nàng tùy ý vuốt ve. Liên Thúy Hoa hiện tại thật muốn dịch vân tay chân chặt bỏ tới, lại dùng móc sắt treo ngược lên sống sờ sờ đốt chết, chỉ cần nói dịch vân chúng ta, cổ động mọi người đốt chết hắn không muốn đơn giản. Một chậu dội đi ra dơ bẩn máu chó, gây nên mọi người kinh hô. Giờ khắc này, dịch vân trong hai mắt hiện lên một tia sát cơ. Đối với Liên Thúy Hoa như vậy một cái không biết võ công nữ nhân, nếu như không phải nàng đối với Khương Tiểu Nhu ra tay, dịch vân căn bản không thèm để ý. Nhưng là bây giờ, hắn lại tiến hơn một bước biết, người nữ nhân này đến cùng có cỡ nào ác độc. Có vài người đã âm độc đến tận xương tủy, người như thế, sống ở trên thế giới chính là tai họa, mặc kệ nạn có võ công hay không, có đúng hay không nữ nhân. Oanh! Một tiếng nổ vang, cũng không thấy dịch vân thế nào động tác, kia một thùng dội đi ra máu chó liền tại dịch vân trước mắt nổ tung. Quyết thủy tứ tán tung tóe, lại một giọt cũng không có rơi vào dịch vân trên thân. Ngược lại là liên thúy hoa, bị máu chó xối đầu. À. Liên Thúy Hoa phát ra hét thảm một tiếng, tóc của nàng tất cả giải tán, nhưng không ở thét chói tai, người cái yêu nhân, người tên tiểu súc sinh này, người tên tiểu tạp chủng này. Khục khục khủ. Liên Thúy Hoa nói xong lời cuối cùng, lại nói không ra lời, cổ của nàng bị dịch vân nhéo ở. Liên Thúy Hoa đem đầu lưỡi phun ở bên ngoài, mắt trợn trắng, tay chân co giật. Cứu. Cứu mạng. Cầu sinh dục vọng để cho Liên Thúy Hoa cực kỳ gian nan nói ra những lời này để. Mà lúc này, chung quanh dân chúng tất cả đều sợ đến nhau nhau lui về phía sau. Bọn họ trăm triệu không dám vây công Dịch Vân, Đại Hoang bình dân đều là bắt nạt kẻ yếu yếu đuối, kỳ thực bọn họ trong xương có thật sâu nô tính, đối mặt cường giả, bọn họ sau đó ý thức phục theo, chỉ có tại người yếu trước mặt, bọn họ mới có thể cho thấy hung lệ bạo ngược một mặt, biến thành ăn thịt người sói cũng tỉ như trước bọn họ tập thể vây công Khương Tiểu Nhu. Liên Thúy Hoa rốt cục sợ, nàng xem hướng dịch vân, trong ánh mắt đầy là hoảng sợ. Nàng đến bây giờ không rõ dịch vân vì sao đột nhiên trở nên lợi hại như vậy, hắn tự hồ không phải chúng ta. Bởi vì chúng ta người, là tránh không thoát máu chó, bọn họ thấy máu chó giống như là háo tử nhìn mèo, sẽ bị hù dọa. Người. Người muốn. Muốn đánh nữ nhân. Khục 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 khục. Liên Thúy Hoa giang nan mở miệng, thanh âm đang phát run. Dịch Vân nở nụ cười, ta cũng không đánh nữ nhân. Đang khi nói chuyện, Dịch Vân hơi hơi buông lỏng một chút tay. Liên Thúy Hoa lúc này mới thở dài một hơi, lá gan cũng tăng lên một điểm, ngươi tranh thủ thời gian phóng thích ta, lại hướng Liên công tử xin tha, Liên công tử khả năng còn phóng qua ngươi, ngươi là biến hóa lợi hại, nhưng là ngươi địch nổi Liên công tử sao? Liên Thành Ngọc giống như là liên thị trong bộ tộc thần hắn có tuyệt đối quyền uy những ngày gần đây tại liên thành ngọc tuyên truyền phía dưới mọi người đều biết tử huyết cảnh trước đây võ giả cụ thể cảnh giới liên thành ngọc phàm huyết 5 tầng đỉnh phong mà triệu thiết trụ mới là phàm huyết một tầng trong này là trời cùng đất chênh lệch liên thúy hoa tuy rằng sợ hãi dịch vân nhưng lại nhớ tới tự mình cho liên thành ngọc làm việc có liên thành ngọc chỗ dựa còn sợ cái này tiểu ma cà bông sao nếu như liên thành ngọc ra tay còn chưa phải là một thanh liền đem dịch vân bóp chết nghĩ như vậy liên thúy hoa lá gan càng ngày càng tăng lên nàng cảm thấy dịch vân phóng thích tự mình cũng là thức thời biểu hiện ngươi bây giờ không đi cho liên công tử quỳ xuống nhận sai bằng không sẽ đưa ngươi rút gân lột da ngươi cho rằng ngươi đánh bại triệu thiết trụ cái kia kẻ bất lực liền lợi hại triệu thiết trụ cùng liên công tử một so với chính là đầu côn trùng mà ngươi cũng bất quá là một cái lớn một chút côn trùng mà thôi liên thúy hoa kêu to nghĩ hù dọa dịch vân bất quá trong lòng nàng cũng đúng là muốn như vậy liên thành ngọc làm tử huyết cảnh võ giả thực lực sâu không lường được mà đến mức triệu thiết trụ để cho cái này liền trẻ con đều đánh không thắng kẻ bất lực đi tìm chết đi liên thúy hoa mới sẽ không đi theo một tên phế nhân niệm cái gì tình cũ nghe xong liên thúy hoa uy hiếp dịch vân lại là cười một tiếng sau đó hắn đột nhiên không có dấu hiệu nào một cái tác đập tới tới. Bột. Một tiếng giòn vang, liên thúy hoa cả người đều bị dịch vân tác đến bay lên. Nàng trên không trung quay người ba vòng nữa, tầng tầng lớp lớp ngã trên mặt đất, một mảnh trời xoay vòng mà chuyển. Liên thúy hoa toàn bộ bị đánh bối rối, huyết thủy ngâm ngâm từng cái một theo miệng nàng trong phun ra, giống như là bị ngã chết cá. Liên thúy hoa dãy dụ giật mình, run rẩy đi sờ má trái của mình, kết quả mặt bên trái đã toàn bộ biến hình, máu thịt be bét. Nàng cảm giác trong miệng nhiều vật gì vậy, há mồm phun một cái, phun ra mười mấy viên nhúm máu răng. Nàng bên trái hàm răng trong răng toàn bộ bị dịch vân đánh rớt. Ách! Ách! Liên Thúy Hoa nhìn dịch vân, muốn nói cái gì, nhưng là đầu lưỡi nát, mặt cũng nát, căn bản nói không ra lời, thậm chí nàng xem dịch vân thời gian, con ngươi đều ở đây phóng đại, ánh mắt mất đi tiêu cự nàng gian nan co rút đôi môi phát ra mơ hồ thanh âm thanh âm này sớm liền biến hình bất quá dịch vân hay là nghe đã hiểu phải nói là đoán được liên thúy hoa hỏi hắn không phải từ không đánh nữ nhân sao ta có nói qua sao dịch vân hỏi lại liên thúy hoa miễn cưỡng nháy mắt dịch vân xoa xoa tay thản nhiên nói ân ừ. ta mới vừa nói là trước đây sau này sẽ không nên đánh còn là muốn đánh Liên Thúy Hoa mắng Dịch Vân còn chưa tính, có thể nàng không nên đi khi dễ Khương Tiểu Nhu. Dịch Vân rất khó tưởng tượng, ngày nào đó Khương Tiểu Nhu mất đi tin tức về chính mình, bị một đám thôn dân dùng cước trâu vây công thời gian, nàng là thế nào chịu đựng nổi. Ở nơi này gì thế, Khương Tiểu Nhu là Dịch Vân người chí thân, hắn không cho phép có người thương tổn nàng. Dịch Vân vừa dứt lời, Liên Thúy Hoa phun ra một búng máu, trực tiếp ngất đi. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện Bạn thích bộ truyện này? Yêu cầu làm truyện và ủng hộ ở mô tả video Chương 76 Hoàng Cốt có độc Bạn đang nghe truyện tại mê truyện audio com Chương 76 Hoàng Cốt có độc Không ai dự liệu đến, tràng này thi đấu lôi đài sẽ phát sinh biến cố như vậy Dịch Vân đột nhiên xuất hiện, đánh phế đi triệu thiết trụ, lại đem liên thúy hoa đánh cho hôn mê ở trong đại hoang chữa bệnh điều kiện cực độ lạc hậu như vậy trọng thương chính thành chính sẽ dẫn đến bị nhiễm đang không có chất kháng sinh dưới tình huống một khi bị nhiễm trùng người cơ bản sẽ rất khó sống tiếp cho dù sống sót triệu thiết trụ cũng phế đi võ công cùng lao động năng lực có thể hay không xuống giường cũng là một cái vấn đề mà liên thúy hoa còn lại là hủy dung nhan đương nhiên tại dịch vân xem ra liên thúy hoa hủy dung trước sau tướng mạo cho điểm chênh lệch không bao nhiêu bất quá thiếu một miệng răng, sau này liên thúy hoa đừng nghĩ ăn lương thực phụ rau dại, thế nhưng tại đây đại hoang, nào có thứ tốt cho người ăn, liên thúy hoa ngày sau trừ phi có người dưỡng nàng, bằng không cực kỳ khả năng chết đói. Vô luận triệu thiết trụ cùng liên thúy hoa, ngày sau chờ đợi bọn họ, tất nhiên là không gì sánh được thê thảm kết cục. Dịch vân trước sau đánh phế triệu thiết trụ cùng liên thúy hoa sau, toàn trường lặng nhắc như tờ trước có rất nhiều bởi vì người nhà nhiễm lên ôn dịch mà đối dịch vân hận thấu xương người, hiện tại cũng sợ đến cùng một cái con gà con tự như. Dịch vân chú ý tới mấy người này, thậm chí thấy mấy cái cùng ngày vây công Khương Tiểu Nhu hài tử. Một cái phụ nữ biến sắc, vội vàng đem hài tử bảo hộ ở phía sau, rung giọng nói. Lúc đó, lúc đó là liên thúy hoa cổ động. Cổ động bọn họ đốt phòng của ngươi. Tại rất nhiều liên thị bộ tộc tộc nhân xem ra, dịch vân lần này cường đại về sau trở về nhất định phải thanh toán nhà mình nhà bị đốt khương tiểu nhu bị vây công sự tình dịch vân đi về phía trước vài bước phụ nữ kia sắc mặt càng tái nhợt ném ném cước trâu cũng là liên thúy hoa để cho chúng ta làm chúng ta chúng ta kia ném cước trâu hài tử cũng liền cùng dịch vân không chênh lệch nhiều thậm chí lớn lên còn so với dịch vân tráng một điểm muốn tại bình thường giống như dịch vân hài tử như vậy hắn căn bản không để vào mắt, nhưng là hôm nay, hắn đã hù dọa yếu siêu. Các ngươi thật sự cho rằng, là ta cho các ngươi nam nhân nhiễm lên ôn dịch. Dịch vân, quán chú nguyên khí, tiếng truyền mấy dặm, để cho mỗi người đều nghe được rõ ràng. Mọi người trong lúc nhất thời đều sửng sốt, đây là liên thị bộ tộc cao tầng công bố sự tình, chẳng lẽ còn có sai sao? Hơn nữa bọn họ một mực không hiểu là, dịch vân không phải được ôn dịch, lại chúng ta còn theo cao mười mấy trường hạp tốc té xuống đi, hắn thế nào không chết. Hơn nữa, hắn vì sao có thể đánh bại Triệu Thiết Trụ? Cho đến bây giờ, còn có rất nhiều thôn dân không thể tin được Dịch Vân hai chiêu liền phế đi Triệu Thiết Trụ sự thực, bọn họ biết Dịch Vân đi theo Trương Vũ hiền học võ công. Thế nhưng hắn liền luyện một tháng công phu, thế nào là có thể so với luyện mười mấy năm công phu Triệu Thiết Trụ lợi hại nhiều như vậy chứ? Ta, chúng ta năm nhân, là làm sao vậy? Phụ nữ kia run lẩy bẩy hỏi, mà lúc này, dịch vân dư quan thấy, liên thành ngọc đã đứng dậy, hắn cặp kia ánh mắt, như là độc xà, nhìn mình chăm chăm. Lạnh lẽo, sát ý, âm độc, tham lam. Xa sở hữu thuộc tính, toàn bộ đều ẩn chứa tại bên trong. Dịch vân biết, liên thành ngọc đang uy hiếp tự mình, thế nhưng hắn nhìn thẳng liên thành ngọc ánh mắt, hồn nhiên không sợ đối với mọi người nói. Hoàng cốt có độc, các ngươi nam nhân, là ngao hoàng cốt chết, không có quan hệ gì với ta. Dịch vân thanh âm, truyền ra rất xa, rõ ràng tại mỗi người bên tai vọng về. Trong lúc nhất thời, dân chúng sôi sùng sục. Hoàng cốt có độc. Bọn họ nam nhân, là ngao hoàng cốt chết. Dân chúng có hai mặt nhìn nhau, có nghị luận âm ỉ. Hôm nay, nếu như là trước đây tay không phó gà dịch vân tới nói lời này, căn bản sẽ không có một người tin tưởng hắn trái lại hắn sẽ bị mọi người lấy trúng tà danh nghĩa cột lên đóng củi lửa, trực tiếp thả lửa đốt. Nhưng là bây giờ, Dịch Vân có thực lực cường đại làm hậu thuẫn, hắn nói ra, dù cho nghe không thể tưởng tượng nổi, hơn nữa khó có thể lý giải được, thế nhưng mọi người vẫn là sau đó ý thức tin tưởng vài phần. Đây là thực lực mang tới uy hiếp. Một người đến cùng có hay không thực lực, không chỉ quan hệ đến địa vị của hắn cùng nhân cách tôn nghiêm, cũng quan hệ đến hắn lời nói ra. Cường giả nói chuyện, lời hứa đáng giá nghìn vàng, nói năng có khí phách. Người yếu nói chuyện, liền cùng thả trắm, căn bản sẽ không có người để ý. Bây giờ dịch vân, chính là dựa vào hắn thực lực, mới dựng tại cái lôi đài này trên, bằng không một cái 12 tuổi trẻ con, dùng cái gì lập uy. Liên thành ngọc cười lạnh, không nói được một lời, mà lúc này, một cái áo bào vàng lão giả đứng dậy. Ăn nói bừa bãi. Lão giả này, thanh âm hiển hách hắn chính là liên thị bộ tộc tộc trưởng. Một mình ngươi miệng còn hôi sữa, vậy mà tại nơi này tà thuyết mê hoặc người khác. Hoang cốt là bộ tộc tiêu phí sở hữu tích góp mới mua lại bảo vật, dốc hết nâng tộc chi lực, ngao luyện mấy chục ngày sau mới ngao luyện đã thành. Làm sao có thể có độc? Này hoang cốt tinh hoa, trước thành ngọc đã ăn, nếu là thật có độc, trước nhất độc chết, cũng là thành ngọc. Lão tộc trưởng uy nghiêm rất nặng, nhất là hắn trưởng quản liên thị bộ tộc nhiều năm như vậy đã tạo thành quyền uy dù cho dịch vân có thực lực nhưng hắn nói ra nhưng cũng không so được lão tộc trưởng ngôn ngữ phân lượng huống chi lão tộc trưởng lời nói rất có đạo lý Hoang cốt là bộ tộc tiêu phí đại đại giới mua được là liên thành ngọc ngao Hoang cốt có độc bộ tộc không phải tương đương với hao tốn đại đại giới tới hại chết liên thành ngọc sao tộc trưởng nói đúng các hương thân không nên tin kia miệng còn hôi sữa lời nói. Một cái 12 tuổi tiểu hài tử lời nói, các ngươi cũng tin sao? Ở trong đám người, có không ít người hô. Những người này, đều là liên thị bộ tộc bản họ người, bọn họ cùng liên thị bộ tộc khống chế tầng lợi ích cùng một nhịp thở, còn có chút người cùng liên thúy hoa không sai biệt lắm, là liên thị bộ tộc cao tầng thả tại dân chúng trong lúc đó cơ sở ngầm, bình thường phụ trách từ nhỏ báo cáo, hoặc là tỏa ra lời đồn, mà liên thị bộ tộc cao tầng cũng sẽ cho bọn hắn thêm vào lương thực. Nhìn thấy có một chút hương dân hay là đối với dịch vân lời nói có nghi ngờ, những thứ kia người lại nói. Các ngươi coi là này gia lông ngắn khỉ rất mạnh. So lên liên công tử, hắn chính là cái cặn. Đánh bại triệu thiết trụ tính là gì? Triệu thiết trụ theo chúng ta, bất quá là người bình thường mà thôi, mà liên công tử đã đến tử huyết cảnh. Tử huyết cảnh là cái gì các ngươi biết không? trước đến trong thôn chúng ta Trương Đại Nhân, cũng bất quá là tử huyết cảnh mà thôi, kia cùng thần tiên trên trời không sai biệt lắm. Lúc đó Trương Vũ Hiền cưỡi cự cử thú, một cái sóng bàn tay liền nhẹ nhõm chặt đứt ôm hết phẩm chất đại thụ tình cảnh đã thâm nhập lòng người, mọi người đều biết, tử huyết cảnh đến cùng đáng sợ giường nào, so sánh với mà nói, chỉ biết cùng người ngã triệu thiết trụ thực sự không coi vào đâu. Tại chúng ta xem ra dịch vân là lợi hại, thế nhưng so lên liên công tử, hắn căn bản không đáng giá nhắc tới. Chỉ có liên công tử có thể dẫn mọi người được sống cuộc sống tốt, các ngươi chẳng lẽ không tin liên công tử, tuyển chọn tin tưởng cái này tiểu mau hài. Lại có người đang kêu. Không thể không nói, liên thị bộ tộc khống chế tầng nhiều năm như vậy tới đã thăm căn cố đế, dịch vân muốn nói mấy câu liền ảnh hưởng căn cơ của bọn họ vô cùng khó khăn, huống chi dịch vân căn bản cũng không có chứng cứ để chứng minh. Hơn nữa, hiện tại bộ tộc nâng tộc chi lực đều đặt ở Liên Thành Ngọc trên thân, Liên Thành Ngọc cũng không phụ sự mong đợi của mọi người, thực lực lại đột phá tiếp, thành tựu, tử huyết cảnh. Mọi người đều hy vọng Liên Thành Ngọc có thể thay đổi cuộc sống của bọn họ, loại thời điểm này, bọn họ làm sao có thể không tin Liên Thành Ngọc, ngược lại tin tưởng Dịch Vân một cái 12 tuổi hài tử. Dù cho Dịch Vân đánh bại triệu thiết trụ, cũng giống như vậy. Dịch Vân sớm liền liệu đến những thứ này, kỳ thực không quan hệ, hắn nguyên bản cũng không có trông cậy vào một câu nói vặn ngã liên thành ngọc, hắn chỉ cần dân chúng trong lòng mai phục một cái hoài nghi hạt giống là đủ rồi. Đại hoang là một cái thực lực vi tôn thế giới, được làm vua thua làm giặc, từ xưa đến nay, đều là như vậy. Người thắng cần chứng cứ tới cùng dân chúng sao? Đó là làm điều thừa, bởi vì cường đại người thắng, bọn họ lời nói ra, chính là quy tắc, chính là pháp luật, chính là chân lý cường giả không cần quá nhiều chính là lời nói cho mình giải thích cái gì người khác cũng đã sẽ theo trong tiềm thức tin cũng là không thể không tin dịch vân hôm nay xuất hiện kỳ thực đã ông chính diện cùng liên thành ngọc chiến đấu chuẩn bị tâm tư hắn biết liên thành ngọc bằng vào khối kia không có năng lượng hoang cốt tinh hoa đúng không có thể đột phá tử huyết cảnh liên thành ngọc là dẫn khí đỉnh phong tự mình mới vào dẫn khí cảnh đồng thời lại đạt đến mạch tượng như rồng cảnh giới này một chiến hắn có nắm chắc nhưng dịch vân vẫn là kiên kỵ diêu viễn hắn không biết diêu viễn người này rốt cuộc là thực lực gì hắn đang chờ đợi cùng đợi liên thành ngọc ra tay đồng thời dịch vân cũng âm thầm quan sát đến diêu viễn nhưng mà dịch vân không có nghĩ tới là liên thành ngọc cũng không có tính toán ra tay hắn chẳng qua là nhìn mình sắc mặt âm u hôm nay liên thành ngọc không thấy ra tay diêu viễn đã đã cảnh cáo hắn hắn là giận dữ công tâm, đã thương tâm mạch. Nếu như hắn không để ý thương thế xuất thủ, vậy cũng được, chẳng qua là vài ngày sau thần quốc tổng tuyển cử thời gian, hắn vô pháp khôi phục đỉnh phong trạng thái. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện Bạn thích bộ truyện này? Yêu cầu làm truyện và ủng hộ ở mô tả video. Chương 77 Diêu Viễn Khuyên Bảo bạn đang nghe truyện tại mê truyện audio.com Chương 77 Diêu viễn khuyên bảo Liên Thành Ngọc đương nhiên sẽ không bởi vì dịch vân mà ảnh hưởng tự mình thần quốc tổng tuyển cử, đây mới là cuộc đời hắn trọng yếu nhất. Là tuyệt đối không thể thất bại một cơ hội. Diêu giáo đầu, ngươi xem hắn là thực lực gì? Lôi âm Kinh mạch Có thể nhẹ nhõm phế đi triệu thiết trụ, thậm chí trực tiếp bóp nát triệu thiết trụ cốt tay, Liên Thành Ngọc nhận định dịch vân trên tay lực lượng đã vượt qua nghìn cân, cảnh giới của hắn cũng ở đây phạm huyết ba tầng trở lên, đến mức có không có đã thông hai mạch nhâm đốc, vậy thì không rõ lắm. Diêu viễn nói, chúng ta đều xem thường dịch vân, thực lực của hắn ta không rõ, nhưng là ta chỉ biết một chút, trí tuệ cùng tâm cơ của hắn vượt xa 12 tuổi trẻ con, nếu như người nào lấy hắn là địch, rồi lại cho là hắn chỉ là một trẻ con, tất nhiên sẽ thu cực kỳ thảm. Diêu viễn, kỳ thực có điểm ánh xạ liên thành ngọc ý tứ, liên thành ngọc nghe được không được tự nhiên hắn không nghĩ tới tự mình có một ngày lại muốn cùng một đứa bé con tương đối nhưng là hắn không phải không thừa nhận trước cùng dịch vân vài lần giao phong hắn đều bị dịch vân đùa bỡn tiểu tử này tại giả heo ăn thịt hổ hắn cho tới bây giờ liền minh bạch ta có sát ý với hắn nhưng làm bộ như không biết để cho ta lơ là bất cẩn hắn còn tuổi nhỏ thế nào có như thế tâm cơ liên thành ngọc cảm thấy khó có thể tin đây quả thực là một cái yêu nghiệt diêu giáo đầu hôm nay thân thể của ta bất tiện ra tay có thể hay không thỉnh diêu giáo đầu ra tay bắt giữ tên tiểu súc sinh này đối với liên thành ngọc thỉnh cầu diêu viễn trầm mặc diêu viễn cũng đoán được dịch vân hẳn là có kỳ ngộ gì ví như hắn đi dược sơn hái dược thời gian đánh bậy đánh bạ ăn thiên tài địa bảo gì đột nhiên thực lực tiến mạnh đây là nhất khả năng giải thích cứ như vậy hắn té xuống đông hà bất tử chính là hợp tình hợp lý hơn nữa loại này thiên tài địa bảo, thậm chí có thể ở một mức độ nào đó hóa giải hàng mãn hoang cốt hàng độc, nói cách khác, nó hẳn là so với hàng mãn hoang cốt giá trị cao hơn thiên tài địa bảo. Thế nhưng thì như thế nào đây? Thiên tài địa bảo đã bị dịch vân ăn hết, muốn lại đệ luyện ra rất khó, cho dù có thể đề luyện ra, diêu viễn cũng không có gì mơ ước tâm tư, bởi vì hắn bị cừu gia đã thương, kinh mạch đức từng khúc, đã không có khả năng tiến thêm một bước. Diêu viễn thân phận, chẳng qua là sống nhờ tại liên thị bộ tộc Khách Khanh, mà không phải liên thành Ngọc Thủ Hạ. Diêu Viễn nói, Thành Ngọc, năm đó ta bởi vì thiếu ngươi đã qua đời ông nội một cái nhân tình, đáp ứng hắn bảo hộ liên thị bộ tộc, dạy võ công cho ngươi, nhưng cũng không có nói qua giúp ngươi giết người, cũng không có nói giúp ngươi làm ác, ngươi ngao luyện hoang cốt sự tình, ta biết, nhưng ta không có để ý ngươi, bởi vì ta tin tưởng cái thế giới này vốn chính là nhược nhục cường thực, ngươi hy sinh một chút người yếu tới thành tựu tự mình cũng không gì đáng trách thế nhưng ngươi để cho ta đối với một đứa bé con ra tay vẫn có tập võ thiên phú trẻ con ra tay nguyên nhân chẳng qua là ngươi đố kỵ ta lại không thể đáp ứng ngươi tuy rằng ngươi chưa chắc sẽ nghe nhưng là ta còn là muốn khuyên giải an ủi ngươi một câu muốn có một chút tấm lòng bao dung người ngươi nghĩ thành tựu một phen sự nghiệp cần khí độ nếu ngươi một mực thủ đoạn độc ác cực độ tự mình dùng không được người khác ngươi sớm muộn có một ngày sẽ hủy. Diêu viễn, để cho Liên Thành Ngọc nhướng mày, từ xưa lời thật thì khó nghe, mà Diêu viễn, tại Liên Thành Ngọc nghe tới đã là chói tai. Diêu giáo đầu, ngươi đây là ý gì? Mấy năm nay, ta một mực lấy sư trưởng chi lễ thay ngươi, hôm nay, ngươi nhưng phải giúp đỡ một ngoại nhân. Liên Thành Ngọc trong giọng nói, ẩn chứa tức giận. Diêu viễn lắc đầu, mấy năm nay ta nhìn ngươi lớn lên, tâm tư của ngươi ta đều biết, ta chỉ đúng không nhớ ngươi mắc thêm lỗi lầm nữa mà thôi. Huống hồ. Ta thực lực mặc dù đang tử huyết cảnh phía dưới khó gặp địch thủ, thế nhưng thật ra tay bắt dịch vân, ta cũng không có một trăm phần trăm nắm chặt. Diêu viễn, để cho liên thành ngọc trong lòng cả kinh. Làm sao có thể? Diêu giáo đầu chẳng lẽ cho rằng, tiểu tử này có tại diêu giáo đầu thủ hạ tự giữ gìn thực lực. Vậy hắn chẳng phải là chí ít dẫn khí cảnh đại thành, theo ta một cái tu vi này tuyệt đối không thể. Liên Thành Ngọc cảm thấy hoang đường, dịch vân cho dù chó ngáp phải rùi gặp phải cơ duyên gì, cũng không khả năng có như vậy luyện võ tốc độ. Ta cũng hiểu được không có khả năng. Diêu viễn than nhẹ, thế nhưng ngươi lẽ nào chưa hề nghĩ tới, lấy đứa trẻ này tâm trí tới nói, hắn luyện võ đến loại cảnh giới này, tất nhiên biết tử huyết cảnh trước đây bất đồng cảnh giới thực lực sự chênh lệch, người ta tu vi đều không phải là bí mật gì, mà hắn hết lần này tới lần khác dám xuất hiện ở nơi này, liền chứng minh, hắn cho dù không có nắm chắc địch qua ngươi, cũng đại khái là có nắm chắc toàn thân trở ra. Diêu viễn, tự hồ kích thích liên thành ngọc, hắn trong mắt lóe lên một đạo hàng quang, hôm nay diêu giáo đầu như ra tay, hắn không có khả năng toàn thân trở ra. Diêu viễn nói, ta cũng cảm thấy như vậy, ta còn cảm thấy một tháng trước hắn trúng hoang cốt hàng độc, lại quẳng xuống đông hà thời gian chắc chắn phải chết, thế nhưng hắn sống lại. Diêu viễn một câu nói, đem liên thành ngọc trắng không lời nào để nói. Không sai, lúc đó hắn cũng coi là dịch vân hẳn phải chết, vậy mà hôm nay, hắn tốt đứng tại trước mắt mình, còn phế đi triệu thiết trụ. Này không khác trước mặt mọi người phiến hắn một cái tác. Diêu viễn nói, thực lực của hắn có lẽ chính là lôi âm cảnh, hoặc kinh mạch cảnh, nhưng hắn may ra có cái gì thủ đoạn bảo mệnh, ví như, một loại bảo mệnh bảo vật một cái 12 tuổi hài tử, có như thế tâm trí, thực lực còn mạnh như vậy, với hắn kết thù lời nói, trừ phi giết hắn, bằng không ngày sau tất nhiên sẽ bị hắn trả thù. Diêu viễn nguyên bản sẽ không nghĩ liên thành ngọc càng lúng càng sâu, bây giờ còn muốn bốc lên giết không chết dịch vân làm cho đối phương chạy thoát sau trở về báo thù nguy hiểm, hắn lại càng không có lý do đối với dịch vân xuất thủ. Ta biết rồi. Liên thành ngọc hít sâu một hơi, sắc mặt âm u đến đáng sợ, hôm nay, diêu viễn cự tuyệt để cho hắn ghi hận trong lòng diêu viễn không ra tay mình không thể ra tay trong tộc duy nhất còn dư lại có thể chống đỡ dịch vân cũng chỉ có hắn đại gia gia cũng chính là liên thị bộ tộc tộc trưởng không nói đến lúc này để cho lão tộc trưởng tại trước mắt bao người ra tay đối phó một cái tiểu mau hài căn bản không thích hợp mấu chốt là liên thành ngọc đều không dám hứa chắc hắn đại gia gia có thể đối phó dịch vân bởi vì lão tộc trưởng tuổi già sức yếu Đối với phạm huyết cảnh, dựa vào sức mạnh thân thể chiến đấu chiến sĩ mà nói, thể lực đối với chiến đấu lực ảnh hưởng cực lớn, càng già càng lợi hại sự tình, căn bản sẽ không phát sinh ở phạm huyết cảnh võ giả trên thân. Lão tộc trưởng tuy rằng phạm huyết năm tầng dẫn khí cảnh, nhưng là bây giờ thân thể này, liền phạm huyết 4 tầng kinh mạch cảnh chiến sĩ đều quá chừng có thể đánh thắng, huống chi diêu viễn nói, dịch vân còn có thể có thể có bảo mệnh lá bài tẩy. Tính tới tính lui, Liên Thành Ngọc phát hiện, tự mình lâm vào một cái vô cùng lúng túng cục diện. Hắn bị dịch vân trước mặt mọi người đánh mặt, lại hết lần này tới lần khác không thể đem dịch vân thế nào. Chí ít, tại hắn khôi phục thực lực trước đều là như vậy. Ghê tẩm, ta nếu là không có bị thương, tất nhiên đem tiểu súc sinh này rút gân lột da. Liên Thành Ngọc cảm thấy không cam lòng, hắn cho tới bây giờ chưa từng có nghĩ tới, một ngày trước hắn cho rằng con kiến hôi một cái tiểu tử, lại có một ngày, đột nhiên để cho hắn không làm gì được. Lúc này, Diêu Viễn đã ngậm miệng không nói, mà sở hữu dân chúng, cũng còn nhìn mình đây. Liên Thành Ngọc cần một nấc thang. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Bạn thích bộ truyện này? Yêu cầu làm truyện và ủng hộ ở mô tả video. Chương 78 Bậc Thang Bạn đang nghe truyện tại mê truyện audio.com Chương 78 bậc thang liên thành ngọc nhìn dịch vân, ánh mắt như là dao găm đâm vào dịch vân trên thân. Chỉ cần chậm qua mấy ngày nay, chữa khỏi vết thương, có thể ngày càng táo tận đem sự tình hôm nay đòi lại. Ta muốn cho ngươi biết, cái gì là sống không bằng chết. Nếu là bị cường giả khi lấn áp còn chưa tính, nhưng là bây giờ, là một cái tại liên thành ngọc xem ra thực lực so với hắn yếu rất nhiều tiểu mau hài đang nhảy trên nhảy xuống, khiêu khích hắn uy nghiêm, hắn nhưng bởi vì bị thương mà không thể làm gì, hắn có thể nào không giận dịch vân liên thành ngọc lên tiếng dù cho có tất cả không tình nguyện nhưng là hôm nay liên thành ngọc biết hắn cùng dịch vân cũng chỉ có thể dừng ở đây nếu như cùng dịch vân đánh nhau cho dù hắn có thể thắng được dịch vân nhưng cũng sẽ ảnh hưởng vài ngày sau thần quốc tổng tuyển cử đây là liên thành ngọc không thể thừa nhận đại giới ta liên thị bộ tộc tại đây vân hoang bên trong gian khổ mấy trăm năm các tổ tiên ăn rễ cỏ vỏ cây từ từ để cho cái này bộ tộc phát triển. Đến ta thế hệ này, ta tân tân khổ khổ tập võ 10 năm, vô luận nạn đói nóng lạnh, cũng không dám lười biến tu luyện, là, chính là muốn liên thị bộ tộc có khả năng dời nhập trong thành thị, để cho bộ tộc từ nay về sau hưng vượng lên. Nhưng là bây giờ, tại ta đầu nhập toàn bộ thân gia, dốc hết nâng tộc chi lực buông tay đánh một trận thời gian, ngươi lại đứng ra chế tạo lời đồn, đầu độc dân chúng, vu hãm với ta, ngươi là muốn cho liên thị bộ tộc dân chúng vĩnh viễn qua này cực khổ thời kỳ sao? Liên Thành Ngọc mấy câu nói, đúng là cắn ngược lại dịch vân một miệng, trong lúc nhất thời, dân chúng bên trong nghị luận âm ý. Liên Thành Ngọc cùng dịch vân, bên nào cũng cho là mình phải. Dịch vân nói Liên Thành Ngọc ngao luyện có độc hoang cốt, hại chết dân chúng, mà Liên Thành Ngọc nói dịch vân là vu hãm. Hai người đối chọi gay gắt. Nhưng mà đối với tràng này tranh luận, mọi người không nghi ngờ càng nhiều có khuynh hướng tin tưởng Liên Thành Ngọc, suy cho cùng Liên Thành Ngọc tại Liên Thị Bộ Tộc có cực cao quyền uy, Dịch Vân lại chẳng qua là một đứa bé. Nghe xong dân chúng nghị luận, cũng biết đại đa số người thái độ, Dịch Vân không khỏi nghĩ đến hắn ở địa cầu thời gian nghe qua một cái tiểu cố sự. Nói nguyên thủy thời đại thời gian, một đám sinh hoạt ở trong hang núi người nguyên thủy sùng bái trên đất một mảnh bóng dáng, này bóng dáng có thể biến lớn nhỏ đi, thoạt nhìn như là thần, thế là người nguyên thủy mỗi ngày hướng về phía bóng dáng cúng bái. Thế nhưng có một thông minh người nguyên thủy, lại không tinh thần, hắn phí hết đại khí lực, leo trên hang núi đỉnh chóp, phát hiện một khối quái thạch, nguyên lai mọi người sùng bái thần, kỳ thực chẳng qua là quái thạch dưới ánh mặt trời lưu lại hình chiếu. Thông minh người nguyên thủy cùng các tộc nhân nói, nói cho bọn hắn biết chân tướng của sự thật, muốn bọn họ không muốn lại sùng bái này bóng dáng, nó chẳng qua là khối tảng đá lưu lại, căn bản không phải thần kết quả không ai tin tưởng này thông minh người nguyên thủy, trái lại cảm thấy hoảng sợ, về sau, này thông minh người nguyên thủy bị tộc nhân của hắn đốt chết, lý do là hắn khinh nhờn thần linh, về sau, những người nguyên thủy kia như trước cúng bái quái thạch bóng dáng. Dịch vân cảm giác, hiện tại hắn gặp phải tình huống, giống như là tiểu cố sự trong. Hắn là cái kia thông minh người nguyên thủy, mà liên thành ngọc, còn lại là kia mảnh bóng dáng. Bây giờ Liên Thành Ngọc, như muốn tận nâng tộc chi lực, đập nồi dìm thuyền đánh một trận cũng thuận lợi đột phá tử huyết cảnh sau hắn đã thành liên thị bộ tộc thần mọi người bất luận là liên thị bộ tộc cao tầng chiến sĩ trại dự bị thành viên vẫn là dân chúng bình thường đều trông cậy vào liên thành ngọc cho liên thị bộ tộc mang đến cải biến để cho những thứ này cực khổ mọi người từ nay về sau thoát ly bần cùng cùng đói bụng sinh hoạt tại trong thống khổ mọi người luôn luôn cần tín ngưỡng cần một cái ký thác tinh thần để cho bọn họ tới trốn tránh hiện thực tưởng tượng thấy tương lai sinh hoạt chắc chắn sẽ trở nên mỹ hảo, như vậy bọn họ mới có dũng khí sống tiếp. Mà Liên Thành Ngọc, không nghi ngờ đảm nhiệm vị trí này, hắn là bộ tộc lãnh tụ, là bộ tộc sở hữu thiếu niên thần tượng, sở hữu thiếu nữ tình nhân trong mộng. Chỉ cần Liên Thành Ngọc thông qua thần quốc tổng tuyển cử, hắn liền là cả liên thị bộ tộc cứu thế chủ. Trái lại Dịch Vân, một cái 12 tuổi trẻ con, căn bản không có gì uy tín lực, nghĩ vặn ngã liên thành ngọc quá khó khăn. Đừng nói dịch vân không có chứng cứ, cho dù dịch vân thật xuất ra bằng chứng tới, sợ là cũng không người nào nguyện ý tin tưởng hắn, bởi vì vặn ngã liên thành ngọc, chẳng khác nào đánh nát liên thị bộ tộc sở hữu dân nghèo ký thác tinh thần, nói cho bọn hắn biết phải vĩnh viễn sinh sống trong bóng tối, người nào có thể cho phép. Nếu như không phải dịch vân đánh phế đi triệu thiết trụ, dựa vào thực lực kinh hải trang diện, như vậy hắn chọc thủng chân tướng kết cục sẽ cùng cái kia thông minh người nguyên thủy bị phẫn nộ quần chúng sống sờ sờ đốt chết thấy dân chúng đã rõ ràng ngã hướng phía bên mình liên thành ngọc rất hài lòng hắn duy nhất không hài lòng là hắn cho dù có dân chúng cầm cự cũng như trước không làm gì được dịch vân dịch vân ta xem ngươi là một người mới tập võ thiên phú vẫn còn được lại sợ là được kỳ ngộ gì mới đi tới hôm nay bước này liên thành ngọc cắn nặng kỳ ngộ hai chữ trong lòng đối với dịch vân đố kỵ không gì sánh được dựa vào cái gì hắn có kỳ ngộ, ta nhưng không có. Thế nhưng tuy rằng đố kỵ, Liên Thành Ngọc lại cũng không khỏi không biểu hiện ra một bộ dựa vào kỳ ngộ thu được thực lực đều không coi là bản lĩnh thật sự bộ dạng, đó là ý nói, ngươi đi đường tắt mới đến một bước này, mà ta thực lực là tân tân khổ khổ, bằng bản lĩnh thật sự đã tu luyện. Liên Thành Ngọc ý tứ, những thứ kia lũ chó săn rất nhanh hội ý, bọn họ nhau nhau nói. Thì ra là thế, ta đạo tiểu tử này làm sao có thể đánh thắng triệu thiết trụ, nguyên lai là đi đường tắt. Hắn có lẽ nhặt được thiên tài địa bảo gì ăn đi, nghe nói có một số thiên tài địa bảo, tuy rằng có thể nhanh chóng nói cao nhân thực lực, nhưng là ăn đi về sau lại sẽ căng cơ bất ổn, ngày sau tu luyện tao ngộ bình cảnh, là đốt cháy giai đoạn hành vi. Lũ chó săn một bộ bừng tỉnh đại ngộ biểu tình, quả nhiên chủ tử của bọn hắn mới là lợi hại nhất, mà dịch vân lợi hại, chẳng qua là hiển hách nhất thời, lại nói dịch vân cũng không lợi hại, chẳng qua là đánh bại triệu thiết trụ mà thôi, nhầm nhò gì. Dân chúng bị dẫn đạo, cảm giác những thứ này cho săn làm ra giải thích ngược lại hợp tình hợp lý, cũng chỉ có như vậy, mới có thể làm cho bọn họ hiểu thành cái gì dịch vân thực lực sẽ đột nhiên tăng mạnh. Liên Thành Ngọc lại nói, Ngươi có thể trưởng thành cho tới hôm nay bước này, đúng là không dễ, ta hôm nay xá ngươi tội chết, ngươi phải làm cùng ta dắt tay, cộng đồng nỗ lực, để cho liên thị bộ tộc phùng vinh hưng thịnh lên. Liên Thành Ngọc nói xong hiên ngang lẫm liệt. Tại dân chúng trong, những thứ kia Liên Thành Ngọc người ủng hộ cùng lũ chó săn, nhau nhau gọi dậy tốt tới. Liên công tử thâm minh đại nghĩa, là bộ tộc đại hạnh. Có người vỗ tay hoang hô. Liên công tử đại nhân có đại lượng, dịch vân tiểu tử này như thế chữ bới Liên công tử. Liên công tử chẳng những không có trách tội hắn, trái lại có trọng dụng dịch vân ý tứ, nếu như dịch vân tiểu tử này thức thời, nên thật tốt phụ tá liên công tử. Dân chúng ngôn luận, cực kỳ dễ dàng bị dẫn đạo, huống chi những thứ này chó săn nói cũng hoàn toàn hợp tình lý. Suy cho cùng liên thành ngọc thế nhưng đột phá tử huyết cảnh, thấy thế nào hắn thông qua lần này thần quốc tổng tuyển cử đều là chuyện ván đã đóng thuyền tình. Đến mức dịch vân mà, tuy rằng võ đạo thiên phú tự hồ không sai, bất quá hắn mới luyện võ bao lâu thời gian, dựa vào đụng phải cơ duyên mới có thực lực như vậy, hắn luyện võ thời gian quá ngắn, đại khái cũng chính là phàm huyết ba tầng bộ dạng, hắn đi tham gia thần quốc tổng tuyển cử, hầu như không có khả năng thông qua. Ngày sau nếu là dịch vân lớn lên, lại nguyện ý phụ trợ Liên Thành Ngọc, ngã là có thể để cho Liên Thành Ngọc được đến một sự giúp đỡ lớn, để cho Liên Thị Bộ Tộc bay lên. Đây là Liên Thị Bộ Tộc đại đa số dân chúng ý nghĩ, mà Liên Thành Ngọc cùng dịch vân hai cái đương sự, có thể hoàn toàn sẽ không như thế nghĩ. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện Bạn thích bộ truyện này? Yêu cầu làm truyện và ủng hộ ở mô tả video Chương 79 Đại tuyển sứ giả đến Bạn đang nghe truyện tại mê truyện audio com Con vất bi lưu đối với bộ tộc dân chúng cùng liên thành ngọc lũ chó săn nghị luận Dịch vân thờ ơ, hắn chỉ là có chút bất ngờ nhìn liên thành ngọc Hắn không nghĩ tới liên thành ngọc dĩ nhiên không dự định lấy ác ý chửi bới vì lý do, ra tay với hắn. Nguyên nhân gì? Dịch vân chú ý tới liên thành ngọc khí sắc có chút tái nhợt, chẳng lẽ hắn luyện công tẩu hỏa nhập ma, tổn thương kinh mạch. Nhưng là coi như liên thành ngọc không ra tay, còn có diêu viễn đây. Dịch vân không rõ nguyên nhân, đối với chu vi dân chúng nghi vấn, càng là mắt điếc tai ngơ. Kỳ thực, liên thành ngọc ngày hôm nay không ra tay, chính hợp dịch vân tâm ý, thực lực của hắn trưởng thành có thể dùng tiến triển cực nhanh để hình dung, không tốn thời gian dài, hắn liền tu vị đều có thể đạt đến liên thành ngọc, đến thời điểm liên thành ngọc còn có ưu thế gì có thể nói, vào lúc ấy động thủ, dịch vân có trăm phần trăm nắm. Mặc dù diêu viễn nhúng tay, dịch vân cũng hoàn toàn không sợ. Dịch vân sẽ ngày hôm nay xuất hiện, chỉ là vì thần quốc đại tuyển tiêu chuẩn mà thôi, chỉ cần đạt đến cái mục đích này, như vậy đủ rồi. Liên công tử, ngươi vừa vặn nói ngươi ta dắt tay, để liên thị bộ tộc phồn vinh hưng thịnh lên, Nói như vậy, ngươi là chuẩn bị để ta cùng đi tham gia thần quốc đại tuyển. Dịch Vân tự như cười mà không phải cười hỏi, Liên Thành Ngọc hơi nhướng mày, hắn biết, vào lúc này từ chối là không có lý do gì, cũng không có ý nghĩa, ngày mai Cẩm Long vệ người sẽ lại đây, Dịch Vân đã ở toàn thể tộc nhân trước mặt thể hiện rồi thực lực của hắn. Cẩm Long vệ người tổ chức thần quốc đại tuyển là sàng lọc cường giả, ai mạnh, ai tìm lực lớn ai liền có thể đi, bọn họ đương nhiên sẽ đồng ý Dịch Vân dự thi dù sao dịch vân chỉ cần ở cẩm long vệ sứ giả trước mặt bày ra thực lực là được liên thành ngọc chính mình làm sao có khả năng thật sự có quyền lực quyết định đến cùng là ai tới tham gia thần quốc đại tuyển thần quốc đại tuyển lại không phải liên thị bộ tộc tổ chức đương nhiên bất quá dịch vân ngươi thời gian tu luyện ngắn ngủi lần này đi đào thị bộ tộc tham gia thần quốc đại tuyển cũng chỉ là kiến thức một phen tăng cường trở xuống từng trải đối với ngươi ngày sau trưởng thành cũng là có chút trợ giúp Ngươi đại khái còn không biết, thần quốc đại tuyển có bao nhiêu khó, phạm vi mấy ngàn dặm, mười mấy bộ tộc, chỉ tuyển hai mươi người. Này hai mươi người ở trong, có ba phần tư trở lên, xảy ra tự phạm vi mấy ngàn dặm phạm vi to lớn nhất đào thị bộ tộc. Đào thị bộ tộc muốn người có người, muốn tài nguyên có tài nguyên, liên thành ngọc hàng mãn hoang cốt, vẫn là từ đào thị bộ tộc đổi lấy. Tài nguyên không cần phải nói, sư thừa đào thị bộ tộc cũng xa xa dẫn trước đào thị bộ tộc tuổi trẻ tuấn kiệt, có thể đều là theo tử huyết trung hậu kỳ, tử huyết đỉnh cao chiến sĩ học võ, bọn họ bộ tộc thậm chí còn có chính mình tổ truyền công pháp, cái khác tiểu bộ tộc, lấy cái gì cùng đào thị bộ tộc tranh. Liên này 10, 20 người tiêu chuẩn ở trong, có thể phúc đến tiểu bộ tộc tiêu chuẩn, chỉ có 3-4. Mười mấy tiểu bộ tộc, mới tuyển 3, 4 người, tỷ lệ này thực sự thấp đến đáng thương. Liên Thành Ngọc lại nói đào thị bộ tộc là cái quái vật khổng lồ, nhân khẩu số lượng là chúng ta liên thị bộ tộc hơn 100 lần. Đào thị bộ tộc tuổi trẻ tuấn kiệt, có mấy người đã đạt đến tử huyết cảnh. Đặc biệt là đào thị tam công tử, càng là thanh danh ở bên ngoài. Tiểu bộ tộc xuất thân người, muốn cùng bọn họ tranh, hầu như không thể, ngay cả thần quốc đại tuyển, không tới phạm huyết năm tầng dẫn khí cảnh đỉnh cao, cơ bản không nên nghĩ. Mặc dù là liên thành ngọc, đột phá tử huyết cảnh sau khi thất bại, hắn cũng đối mặt không nhỏ áp lực. Phạm huyết cùng tử huyết tranh, không thể thắng, hắn chỉ có thể cùng cùng là phạm huyết cảnh người tranh, mà đạt đến phạm huyết 5 tầng, bất quá là một cái ra trận quyển thôi. Đợi được bổn công tử thông qua đại tuyển sau khi, lại ngược lại dẫn ngươi, nếu ngươi cũng đạt được một phen thành tựu, đối với bộ tộc mà nói, tự nhiên là chuyện thật tốt. Liên thành ngọc rất không tình nguyện nói rằng hắn đương nhiên không muốn Dịch Vân đi tham gia thần quốc đại tuyển, chuyện này ý nghĩa là ở đại tuyển trong lúc, hắn lại không có cơ hội ra tay giết chết Dịch Vân. Hơn nữa Dịch Vân trưởng thành quá nhanh, bất luận Dịch Vân dựa vào đi lớn vận được thực lực bây giờ, hắn trưởng thành tốc độ, cũng làm cho Liên Thành Ngọc hoảng sợ, Liên Thành Ngọc không thích sự tình vượt qua chính mình nắm ở ngoài, hắn muốn kịp lúc diệt trừ Dịch Vân, tốt nhất là thừa dịp cái đó chưa sẵn sàng, miễn cho hắn thật sự có cái gì bảo mệnh bảo vật. Vết Dịch Vân, cái kia bảo vật cũng thuộc về mình rồi. Vậy ta trước hết cảm ơn Liên công tử, dẫn rồi. Dịch Vân cắn nặng, dẫn hai chữ, trong lời nói có rất đậm ý trào phúng, bất quá. Liên công tử khí sắc không tốt lắm, có phải là thân thể không thoải mái? Dịch Vân đang khi nói chuyện, tùy ý tiến lên trước vài bước. Liên Thành Ngọc trong lòng rùng mình, Dịch Vân càng là đã hoài nghi hắn bị thương rồi. Diêu giáo đầu Liên Thành Ngọc cả giận nói, Diêu Viễn thở dài một hơi, bức âm thành tuyến, âm thanh thẳng tới dịch vân trong tai, tiểu huynh đệ, hôm nay ta không ra tay với ngươi, là bởi vì ta mời ngươi là người thiếu niên anh hùng, ngươi hà tất hùng hổ dọa ngươi. Diêu Viễn, để dịch vân bước chân dừng lại, hắn sẽ không bức âm thành tuyến, chỉ có thể nhìn hướng về Diêu Viễn, ông quyền. Hóa ra là như vậy, không trách Diêu Viễn không có ra tay rồi, xem ra Diêu Viễn mặc dù là liên thị bộ tộc thống trị tầng, nhưng cũng có chút hiệp khách khí, cũng không có cùng Liên Thành Ngọc thông đồng làm bậy. Diêu giáo đầu nói đúng lắm, tiểu tử ở đây cảm ơn, Diêu giáo đầu làm người, tiểu tử rất kính phục, tiểu tử đi trước một bước, ngày mai giữa trưa gặp lại. Đối với Diêu Viễn, Dịch Vân lời nói vẫn là rất cung kính, trên thực tế, Diêu Viễn xem như là Dịch Vân cái thứ nhất lão sư, dạy hắn trụ cột nhất công pháp Long Cân Hổ Cốt Quyền, tuy rằng Dịch Vân chỉ là ăn trộm mà thôi. Dịch Vân nói xong, đoàn người đông đúc hướng về liên thị bộ tộc dược sơn đi đến hắn lo lắng khương tiểu nhu an toàn đương nhiên sẽ không bại lộ phía sau núi cây nhà vị trí hắn dự định ở dược sơn nhảy xuống cao mấy chục mét hẻm núi nhập đông sông xuôi dòng mà xuống lại hạ xuống thác nước như vậy liền sẽ không có người căn cứ hắn cất bước phương hướng suy đoán hắn nơi ở sáng sớm hôm sau đã tọa một đêm dịch vân mở hai mắt ra rốt cục đến ngày đó ngày hôm nay cẩm long vệ sứ giả đều sẽ đến đến liên thị bộ tộc dẫn hắn đi tham gia thần quốc đại tuyển vân nhi mọi việc tận lực là tốt rồi không nên cưỡng cầu ngươi tuổi còn quá nhỏ ngày sau còn dài chúng ta tháng ngày tương lai nhất định sẽ càng ngày càng tốt ngươi có thể đừng bởi vì tính toán nhất thời được mất mà hành sự lỗ mãn biết rồi tiểu nhu tỷ biết ngày hôm nay chính là dịch vân rời đi tháng ngày khương tiểu nhu vẫn ở căn dặn dịch vân dịch vân nghe được cảm thấy rất ấm áp tiểu nhu tỷ những ngày này ngươi khả năng muốn chính mình một người đồ ăn đều chuẩn bị cho ngươi được rồi có thể không thể đi ra đi loạn lần này đi tới đào thị bộ tộc tiến hành thần quốc đại tuyển dịch vân phỏng chừng là không thể mang tới khương tiểu nhu hắn chỉ là một cái bé nhỏ không đáng kể thí sinh hơn nữa muốn cưỡi cẩm long vệ vật cưỡi đi tới muốn nhiều mang một người chỉ sợ là không thể nào bất quá may là liên thị bộ tộc phía sau núi diện tích rộng lớn muốn cho khương tiểu nhu ẩn giấu đi cũng không khó hơn nữa liên thành ngọc con này sói cũng phải rời đi liên thị bộ tộc đi tham gia thần quốc đại tuyển điều này cũng làm cho dịch vân yên tâm không ít chỉ cần khương tiểu nhu trốn đi ở sau núi vẫn là rất an toàn nơi này hầu như không có giả thú cuối cùng dịch vân vì để ngừa vạn nhất còn đem tô lão đầu trước khi đi cho hắn bảo mệnh lá bùa để cho khương tiểu nhu cái kia hoàng không lưu thu cùng giấy bản như thế lá bùa dịch vân vẫn cất giấu chỉ mong tô lão đầu cái kia già không ngất không phải đùa giỡn mới tốt. Nếu như nắm món đồ bảo mệnh đùa giỡn, vậy này ông lão cũng quá thiếu đạo đức. Dịch vân liền như vậy rời đi, hắn như là một con mạnh mẽ linh dương, lấy tốc độ cực nhanh hướng về liên thị bộ tộc bay lượng mà đi. Dịch vân đến đến liên thị bộ tộc thời điểm, liên thị bộ tộc cao tầng đã sớm dốc toàn bộ lực lượng, chờ đợi nên tiếp cẩm long về sứ giả. Vào lúc giữa trưa, cẩm long về sứ giả đúng hẹn mà tới hắn thân hình cao lớn, da dẻ ngâm đen, cưỡi cẩm long về tiêu chuẩn vật cưỡi, uy phong lẫm lẫm đến đến liên thị bộ tộc. Ai muốn tham gia thần quốc đại tuyển? Người sứ giả này ngôn ngữ ngắn gọn, trung khí mười phần. Dịch vân, liên thành ngọc chờ một cái mười người đứng dậy. Tới. Sứ giả vung tay lên, một câu phí lời đều không nói, liền mười cái tham tuyển người, lên một lượt người sứ giả này vật cưỡi. Này vật cưỡi tuy rằng cao to, thế nhưng lập tức nhiều ngồi 10 người, vị trí vẫn là rất chen chúc. Cẩm Long vệ sứ giả một người ngồi ở chính giữa rộng lớn thú an trên, những người khác ngồi hai bên, hầu như là thân thể kề sát thân thể, chân kề sát chân. Đương nhiên, Liên Thành Ngọc có đối lập rộng rãi vị trí, đây là cái khác tám cái chiến sĩ dự bị doanh thành viên, mạnh mẽ cho Liên Thành Ngọc bỏ ra đến. Làm lũ chó săn, làm sao cũng phải để chủ nhân thoải mái, đây là chó săn thiên chức. Không gian có hạn, Liên thành ngọc hưởng thụ không gian lớn, dịch vân không gian dĩ nhiên là nhỏ, hai cái đại hán hầu như đem hắn kẹp vào nhau, đối với những này, dịch vân cũng lười tranh. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện Bạn thích bộ truyện này? Yêu cầu làm truyện và ủng hộ ở mô tả video. Chương 80 Ly Biệt Bạn đang nghe truyện tại mê truyện audio.com Chương 80 ly biệt theo sáng sớm hôm nay trời chưa sáng thời gian liên thị bộ tộc tộc nhân cũng sớm đã đi ra khỏi cửa nhao nhao đứng ở đầu thôn sẽ chờ nhìn theo liên thành ngọc đám người ly khai liên thành ngọc đi lần này chịu tải bộ tộc mọi người nhiều hy vọng coi như là trước tân tân khổ khổ tưới rót hạt giống cuối cùng đã tới thu hoạch thời khắc công tử tất thắng chiến thắng trở về công tử tất thắng chiến thắng trở về chiến sĩ trại dự bị người lại bắt đầu hô khẩu hiệu dịch vân nghe được khẩu hiệu đều cảm thấy đỏ mặt hắn thật là không có gì để nói ban này chiến sĩ trại dự bị thành viên thật là đủ ngu ngốc những dân chúng kia cũng theo hô vài câu liên công tử bộ tộc già trẻ lớn bé phải dựa vào ngài a à. có lão nhân quỳ trên mặt đất dập đầu cầu khẩn còn có bộ tộc duy nhất cái kia bà mo có bắt đầu giống như động kinh khiêu vũ chư vị hương thân phụ lão các ngươi yên tâm ta định sẽ không phụ các ngươi hy vọng liên thành ngọc tại tự mình rộng rãi vị trí đứng lên hướng về phía dân chúng chấp tay chấp tay xong phía đông lại chấp tay phía tây một bộ thân dân biểu hiện không thể không nói liên thành ngọc lớn lên ngọc thụ lâm phong phối hợp hắn kia một thân phi thường thể diện màu trắng trường bào quả nhiên là phong lưu phóng khoáng rất có đại gia tộc công tử khí chất lại hợp với tự tin của hắn cùng hiền lành đối với thiếu nữ lực sát thương tương đương to khổng lồ trong bộ tộc, có 16-17 tuổi thiếu nữ, nhìn Liên Thành Ngọc đều có chút ngây dại, có thiếu nữ đỏ mặt hô lớn. Liên công tử, chúng ta chờ ngươi trở về. Yên tâm đi, ngày sau liền nào đó nếu là có thể vào thành mua trang viên, thành lập gia tộc, các ngươi đều có thể đi theo cùng ta, trở thành ta liên thị gia tộc trong trang viên nhóm đầu tiên cư dân. Liên Thành Ngọc tự tin nói, dân chúng nghe xong đều đỏ bừng cả khuôn mặt, như là uống một vò rượu gạo tự như, đến mức những thứ kia các thiếu nữ càng là trên mặt bay đầy rặng mây đỏ ảo tưởng ngày sau có thể trở thành là liên thành ngọc thiếp thân nha hoàng thậm chí động phòng nha hoàng có thể đi theo liên công tử thật là hạnh phúc chết rất nhiều thiếu nữ nghĩ như vậy một bộ hoa si bộ dạng dịch vân chẳng qua là thờ ơ lạnh nhạt loại này tống biệt với hắn tự nhiên là không quan hệ bất quá hắn không nghĩ tới lúc này đã có một cái nhát gan thanh âm vang lên dịch vân ca ca ngươi cũng cố gắng nhiều hơn tiểu khả tiểu khả chờ ngươi trở về nghe được cái thanh âm này dịch vân sửng sốt một chút hắn đưa mắt nhìn đi nhìn thấy một người mặc quần áo cũ tiểu cô nương vội và cuống cùng nhìn mình một đôi ánh mắt như nước trong veo tựa hồ ẩn chứa tất cả ngôn ngữ nàng là vương đại nương gia chu tiểu khả tại đông đảo thiếu nữ đều vì liên thành ngọc tống biệt thời gian nàng một người hô dịch vân tên quả thực cần một điểm dũng khí Tiểu Khả. Dịch Vân đối với Chu Tiểu Khả vẫy vẫy tay, thấy tiểu cô nương kia mặt cười hồng phát phát bộ dạng, trong lòng cũng là thập phần thương yêu. Yên tâm đi, ta sẽ bình an trở về. Ừm. Chu Tiểu Khả dùng sức gật đầu. Vân Hoa Tử, tổng tuyển cử tuyển không hơn cũng không quan hệ, không nên nản chí, ngươi còn nhỏ đây, mới 12 tuổi. Vương Đại Nương cũng ở đây một bên hô, một bên gọi hắn, còn một bên theo trong rổ xuất ra một cái rau dại nắm tới, Vân Qua Tử, đại nương làm cho đồ ăn nắm, ngươi cầm trên đường ăn. Thấy kia dùng lương thực không nhiều đồ ăn nắm, Dịch Vân trong lòng cảm động, hắn theo chỗ ngồi xuống, tiếp nhận đồ ăn nắm, trở tay liền đem một cái bao bố nhét vào vương đại nương trên tay, đại nương lấy về lại mở ra. Nói xong, Dịch Vân không đợi vương đại nương phản ứng kịp, liền nhảy lên cự thú sóng lưng, mà lúc này kia cẩm long về sứ giả, đã cởi cự thú bôn tẩu chạy. Nhìn dịch vân thân ảnh càng ngày càng xa, chu tiểu khả vẫn còn ở vung tay. Mấy cái phụng dưỡng liên thành ngọc họ liên phụ nữ, khinh thường nhìn vương đại nương nhất da một mắt, dễu cợt nói. Các ngươi cùng tiểu tử này quan hệ không tệ nha. Muốn các ngươi quản. Chu tiểu khả chu miệng. Mấy cái phụ nữ cười đến phóng đảng lên, tiểu nha đầu phiến tử còn túng lên đây dịch vân tiểu tử này thật coi mình là bạn thái dĩ nhiên cũng theo liên công tử đi tham gia thần quốc tổng tuyển cử cũng không nhìn một chút tự mình có bản lãnh đó sao liên công tử chính là người thật tốt quá mang tiểu tử này đi thì như thế nào liên công tử dẫn hắn đi va chạm xã hội mà thôi ngày sau cũng là biến thành của mình coi hắn là một cái người hầu hạ nhân mà thôi ngươi cho rằng tiểu tử kia thật đúng là có thể thông qua tổng tuyển cử hay sao những thứ này họ liên phụ nữ ngươi một lời ta một lời nói nói chuyện tâm tình thoải mái thần thái phi dương các nàng cũng đều là họ liên là liên thành ngọc bản gia cũng là liên thị bộ tộc chủ mạch chỉ cần liên thành ngọc phát đạt các nàng chi này chủ mạch lấy được chỗ tốt đương nhiên lớn nhất mắt thấy cuộc sống khổ đã sắp qua đi các nàng có thể không cao hứng sao tại mấy cái họ liên phụ nữ trêu chọc chu tiểu khả thời gian Vương Đại Nương lại ngơ ngác cầm lấy dịch vân vừa mới cho nàng bao vải, hoàn toàn ngây dại. Nàng sửng sốt một lúc lâu, mới nuốt từng ngụm nước bọt, cẩn thận từng ly từng tí đem kia bao vải thả vào trong ngực, giấu kỹ trong người. Nàng không để ý tới kia mấy cái khắc nghiệt phụ nữ, lặng lẽ lôi đi chu tiểu khả, một mực về đến nhà, xuyên vào tốt rồi then cửa, Vương Đại Nương lúc này mới đem bao vải lấy ra, cẩn thận từng ly từng tí đặt lên bàn. Mẹ, dịch vân ca ca cho cái gì nhỉ chu tiểu khả rất là hiếu kỳ vương đại nương tây có chút run rẩy lúc đó người nhiều nhãn tạp nàng căn bản không có dám mở ra bao vải nhưng là một mực dùng tay cầm vô luận xúc cảm vẫn là mùi vị tự hồ cũng ý nghĩa một cái không thể nào khả năng nàng hít sâu một hơi đem bao vải từng tầng một mở ra sau đó chu tiểu khả ngay dại đến mức vương đại nương dù cho nàng sớm có chuẩn bị tâm lý lúc này cũng là một khỏa tim hầu như dừng nhảy. Xuất hiện ở hai mẹ con trước mặt là một con vàng rực gà nướng, ngoài cháy trong mềm, dầu mỡ vàng rực, mùi thơm nước mũi. Chuyện này. Đây là. Chu Tiểu Khả dùng sức nuốt từng ngụm nước bọt, dịch vân ca ca cho. Là. Là vân qua tử cho. Vương Đại Nương ngơ ngác, cảm thấy không thể tin tưởng, dịch vân nơi nào lấy được gà nướng. Hơn nữa vừa nhìn này gà nướng, chính là dùng phi thường tinh xảo nấu nướng thủ pháp nung mà thành, kia gà nướng da ngoài mùi vị, vương đại nương có một số quen thuộc, vậy hẳn là là mật ong, trước đây nàng tại phía sau núi thời gian gặp may mắn từng trải qua hái được qua. Mật ong gà nướng, vân hoa tử làm sao làm đến? Vương đại nương cảm thấy không thể tin tưởng, mà lúc này, chu tiểu khả nước miếng đều nhanh chảy đến bàn lên, nàng trơ mắt nhìn gà nướng, hỏi. Mẹ! Ta có thể ăn sao? Vương Đại Nương nở nụ cười, sờ sờ chu tiểu khả đầu, vâng qua tử con này gà nướng, chính là tặng cho ngươi ăn. Nói qua, Vương Đại Nương lột xuống một cái đùi gà nhét vào chu tiểu khả trong tiểu thủ, nhanh ăn đi, còn dư lại chờ ngươi cha trở về cùng nhau. Ừm. Chu tiểu khả không kịp chờ đợi cắn một cái, thịt gà nhập khẩu một khắc kia, chu tiểu khả cảm giác mình giống như bay, kia thịt gà thật ăn quá ngon, nàng đời này cũng chưa từng ăn ăn ngon như vậy đồ vật dịch vân ca ca thật tốt. Chu Tiểu Khả nghĩ như vậy, trong lòng tràn đầy hạnh phúc cảm giác. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Bạn thích bộ truyện này? Yêu cầu làm truyện và ủng hộ ở mô tả video.